chương 41. Rốt cuộc tiếp điểm dương gian sự việc. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hướng theo mọi người huấn luyện lần nữa bước vào chính quỷ, Dương Lâm cũng bắt đầu vui vẻ nước tương hành trình. Duy nhất ra ngoài ngoài ý liệu của hắn là, ở chính giữa trưa thời điểm cục trưởng Mạnh Đức Hải tìm đến hắn, hơn nữa hao tốn số tiền lớn từ trong tay hắn mua một khỏa báo hỏng bản long tinh hổ mảnh đan. Khi Dương Lâm lấy được kia dùng đến mua sắm đang dược 25 vạn khối tiền thời điểm, người đều còn chưa kịp phản ứng. Phúc, một viên mang theo vọt hiếm tác dụng phụ phế đang bán 5 vạn. Thật giả, vậy ta có phải hay không nên kia còn lại bán tất cả? Bất quá cái ý nghĩ này Dương Lâm cũng chỉ là muốn suy nghĩ một chút mà thôi, bất luận cái gì đồ vật, một khi số lượng nhiều sau đó liền sẽ không có nguyên lai đáng tiền như vậy. Có tiền, còn có thời gian rảnh hắn lúc này cũng là chạy đến bên cạnh bên trong siêu thị trắng trợn mua sắm một phen. Chỉ riêng là đủ loại thịt liền mua hơn trăm cân. Đến lúc hắn sau khi hết bận, thời gian cũng tới đến 5 giờ chiều. Tan việc tan việc. Trước sau như một, Dương Lâm thẻ điểm xuống bang. Đến lúc hắn vừa mới ra cục trị an đại viện môn thì, tiết mục tổ xe vang đã chờ ở này bên trong. Nhìn thấy Dương Lâm thân ảnh từ bên trong đi ra, Tiết một tổ mấy người tự như cùng thấy được thân nhân Dương Pháp Y, tại đây tại đây Dương Pháp Y hôm nay cũng sớm như vậy a. À. Thật là nhờ có Dương Pháp Y ngày hôm qua cho chúng ta thuốc, ngày hôm qua ta trở về xem như tìm nhà chúng ta cọp cái báo thù. Đúng vậy đúng vậy a, à. nhà chúng ta lỗ kia hiện tại đối với ta cũng là muốn gì được đó. Nghe thấy mấy người lời nói, Dương Lâm cũng lộ ra một bộ hiểu ý chi sắc. Đi rồi đi rồi hôm nay mục tiêu là đông hoa khu phúc lâm tiểu khu, khách hàng đã tại chỗ đó chờ ta. Được rồi. Đây liền xuất phát. Hướng theo tài xế một cước chân ga, tiết mục tổ xe vang liền hướng phía dương lâm theo như lời vị trí mà đi. Đến lúc xe lái vào đến một nơi giải đất phồn hoa sau đó, tiết mục tổ mọi người lúc này liền thật dài thở dài một hơi. Xem ra lần này thật là bán đường hoàng ra gián phòng ở A. Vậy khẳng định như vậy phồn hoa địa phương cũng không thể còn có mộ địa đi nói cũng vậy không nghĩ đến dương pháp yên ngoại trừ bán âm trạch ra còn bán dương trạch a bất quá ta làm sao cảm giác kém một chút như vậy ý tứ có chút không quen a trên thực tế lúc này cảm giác có một ít không có thói quen không hề chỉ là tiết mục tổ mọi người ngay cả trong phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả đều cảm giác thiếu chút gì dương pháp y hôm nay rốt cuộc làm một cái dương gian kim chức nhưng mà có hay không điểm không kích thích rồi a à? nói đúng là phía trước mấy đợt tiết mục không phải hồ ly chính là quỷ hôm nay đột nhiên đi đến một cái dương khí như vậy đủ địa phương không là thói quen nói sợ là các ngươi bây giờ nói không đủ kích thích cũng là các ngươi không đúng cảm giác không đúng ta cuối cùng cảm giác hiện hôm nay bán phòng ở có vấn đề dương pháp y làm sao lại tiếp dương gian sự việc nhưng mà cái tiểu khu này vô luận từ nơi nào nhìn đều rất bình thường a. À? Xác thực, cái tiểu khu này ta biết, tại Kinh Hải thành phố còn rất nổi danh, lúc đó bắt đầu phiên giao dịch giá đã đạt đến 3 vạn một mét vuông, hiện tại cũng sắp tiếp cận 4 vạn. Được rồi, nhìn một chút bình thường cũng thật tốt, mỗi ngày nhìn loại kích thích, trái tim không chịu nổi. Ngay tại trong phòng phát sóng trực tiếp bạn trên mạng tại may mắn bên trong lại dẫn vẻ thất vọng thời điểm xe van rốt cục thì tại cửa tiểu khu ngừng lại xe van vừa mới dừng hẳn xuống xe dương lâm liền chủ động đi về phía một đôi trẻ tuổi vợ chồng son cao tiên sinh cùng cao thái thái đúng không chào các ngươi ta là các ngươi trí nghiệp cố vấn các ngươi gọi ta tiểu dương là tốt chào ngài dương quản lý chúng ta bởi vì tiểu hài muốn ở bên cạnh trường học đọc sách nguyên nhân cho nên muốn tại cái tiểu khu này mua sắm một bộ tiểu hộ hình với tư cách học khu phòng ngài có thể giúp chúng ta tiến cử lên sao? Tại sao một hồi hàn huyên, vậy đối với trẻ tuổi phu thê trong đó nam tử liền chủ động nói ra mình kháng cáo. Mà nghe được kháng cái này kháng cáo sau đó, Dương Lâm đầu tiên là gật đầu một cái, rồi sau đó chính là lộ ra vẻ khó xử. Là dạng này cao tiên sinh, cái tiểu khu này là kinh hải nổi danh tiểu khu hạng sang, cho nên lúc ban đầu cũng không có thiết kế tiểu hộ hình, nhỏ nhất nhà hình cũng có 98 bằng. Dương Lâm vừa dứt lời, hai vợ chồng người trong mắt liền lộ ra vẻ thất vọng hiển nhiên 98 bằng phòng ở đã có chút vượt quá bọn hắn dự tính. Bất quá cũng ngay tại bọn hắn chuẩn bị từ bỏ cái tiểu khu này thời điểm, Dương Lâm chính là đột nhiên lại bổ sung một câu. Kỳ thực nếu mà các ngươi muốn tiết kiệm tiền nói, cũng không nhất định thế nào cũng phải bán tiểu hộ hình. Hiện tại trong tay của ta liền có một bộ 128 bằng tại bán phòng, nó hiện tại tổng giá bán là 208 vạn, trả tận tay chỉ dùng 3 thành là được. Cái gì? Cái tiểu khu này còn có dễ dàng như vậy phòng ở. Vậy đối với trẻ tuổi phu thê tự hồ là lo lắng cho mình nghe lầm, liền vội vàng lại hỏi tới một câu. 128 bằng mới 208 vạn, điều này sao có thể, xung quanh thiếu một chút tiểu khu đều không có dễ dàng như vậy phòng ở. Không đơn thuần là đây đối với trẻ tuổi phu thê không tin, ngay cả trong phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả cũng nhộn nhịp bày tỏ không tin. Nói đùa sao, kinh hải chính là tân một tuyến a lại là thành thị Duyên Hải, trung tâm thành phố 128 bằng phòng ở mới 200 vạn xuất đầu. Ta cũng cảm thấy có chút giả, ca ta năm ngoái tại Kinh Hải mua một bộ 68 bằng, tổng giá trị đều không khác mấy 200 đến vạn. Dương Pháp Y không phải là đang lừa dối bọn hắn đi. Hơn nữa liền tính thật có dễ dàng như vậy phòng ở, đoán vừa mới treo bản liền lập tức bị người mua đi đi. Đúng vậy, tuyệt đối đừng coi thường những cái kia kiểm lậu phòng này sợ không phải hữu chất số lượng vấn đề đi cũng hoặc là nói là loại kia kỳ lạ mấy đào nhà hình ngay tại đám bạn trên mạng phỏng đoán nhộn nhịp thời điểm dương lâm cũng bắt đầu giải đáp vậy đối với mua phòng phu thê vấn đề đến đầu tiên các ngươi yên tâm phòng nguồn tuyệt đối là thật phòng nguồn phòng ở tòa bắc triêu nam chú thích quay lưng về phía bắc nhìn về phương nam nam bắc thông suốt thải quan tốt đại tam phòng phòng ốc chất lượng cũng không có bất cứ vấn đề gì bên trong cao ốc tầng, dưới lầu chính là một cái túi công viên. Lầu trên lầu dưới hàng xóm cũng đều là phần tự trí thức thu nhập cao đám người, bảo an công ty cũng là toàn bộ Long Quốc có thể xếp tiến vào top 5 bảo an công ty. Chỉ là Dương Lâm càng là nói như vậy, vậy đối với trẻ tuổi phu thê thì càng không có chắc. Dương quản lý, nếu mà dựa theo ngươi nói như vậy nói, kia phòng ở theo lý thuyết hẳn đúng là phi thường tốt mới đúng, nhưng vì cái gì mới bán 200 vạn suốt đầu đúng vậy a à, hơn nữa tốt như vậy phòng ở chúng ta trước tại một ít bán nhà áp bên trên cũng không có thấy đang bán a à. nghe thấy hai người nghi ngờ dương lâm lúc này liền vỗ ngực nói đây là ta độc nhất phòng nguồn chủ nhà chuyên môn ủy thác ta đến thay bán đừng địa phương đương nhiên không thấy được bộ phòng này chỉ là những lời này vừa nói xong hãng thoại phong lại đột nhiên biến đổi đương nhiên tốt như vậy phòng ở bán tiện nghi như vậy khẳng định cũng có nó nguyên nhân ta cũng không muốn giấu các ngươi, kỳ thực cái nhà này chết qua người, hơn nữa còn không chỉ chết một cái, là một bộ nhà có ma. Vừa dứt lời, vậy đối với trẻ tuổi phu thê sắc mặt trong nháy mắt đột biến, mà trong phòng phát sóng trực tiếp mọi người cũng là một mảnh xôn xao. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 42 Bảo đảm về sau đều sẽ không lại chết. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nói hồi lâu, nguyên lai là nhà có ma a à. ta liền nói dương pháp y hôm nay làm sao tiếp dương gian sự việc khó trách so giá thị trường tiện nghi nhiều như vậy nguyên lai là chết qua người nhà có ma loại phòng này cũng không hưng ở a à. ban ngày người một nhà ở buổi tối thì trở thành mở pat nhà có ma làm sao vậy ta đều nghèo thành như vậy còn sợ một cái nhà có ma đúng vậy ngươi tin hay không chỉ cần bộ phòng này thả ra ngoài lập tức liền bị người đoạt đi cũng tỷ như ta, nếu mà ngươi hiện tại cho ta đến một bộ so giá thị trường tiện nghi một nửa phòng ở, ta quản nó đã từng chết qua bao nhiêu người đi. Bản thân ta đều là quỷ nghèo, còn có thể sợ cái khác quỷ. Rất hiển nhiên, đám bạn trên mạng đối với nhà có ma vẫn là nắm giữ bất đồng cái nhìn. Mà lúc này Dương Lâm cũng là tiếp tục hướng vậy đối với muốn mua phòng trẻ tuổi phu thê giải thích nói: Các ngươi yên tâm, bộ kia phòng ở đã từng chết qua người vốn lấy sau đó đều sẽ không lại chết hơn nữa tại chết qua người sau đó phần sau cũng có đối ngoại cho mướn qua người mướn cũng đều sống hảo hảo hắn vừa mới dứt lời bên cạnh nguyên bản chính đang trong thùng rác nhặt phế liệu a bà liền ngẩng đầu lên nói ra bọn hắn xác thực đều còn sống nhưng bây giờ một cái từ trên lầu té xuống té thành cao vị liệt nửa người một cái nhận được tinh thần kích thích tiến vào bệnh viện tâm thần còn có một cái nghe nói là bị lầu trên nhà ở rớt xuống chậu hoa đập trúng biến thành người thực vật. a à, bà những lời này tự như một câu nguyện rủ một dạng để cho vậy đối với trẻ tuổi phu thê cùng trong phòng phát sóng trực tiếp mọi người trong nháy mắt liền cảm giác tê cả da đầu. quấy rầy quấy rầy, ta thu hồi vừa mới nói, đây nhà có ma thật không phải bình thường hung. ta cũng thu hồi, phòng này đưa ta ở ta đều không ở. một cái cao vị liệt nửa người, một cái bệnh tâm thần, một cái người thực vật. Đây con mẹ nó cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Ta liền nói vì sao bộ phòng này phải đặc biệt để cho Dương Pháp Y ra bán, đừng trung gian đoán cũng không muốn tiếp nhận đi. Đừng nói là bộ phòng này xảy ra loại chuyện như vậy, cái tiểu khu này ta đều sẽ không cân nhắc. Dương Pháp Y đây không phải là hố người sao, loại phòng này nếu như bán cho người ta, người ta một nhà xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Dương quản lý, bộ phòng này chúng ta không suy tính, cảm ơn chúng ta vẫn là tìm một chút đi. Có lẽ là bị triệt để hù dọa, vậy đối với trẻ tuổi phu thê lúc này liền muốn chuyển thân rời khỏi. Nhưng ngay khi lúc này Dương Lâm chính là ném ra hắn đòn sát thủ. Cao tiên sinh ngươi chờ một chút, kỳ thực cũng cũng chỉ là một bộ nhà có ma mà thôi, có hay không đồ bẩn đều không nhất định, coi như là có, chúng ta không phải cũng có biện pháp giải quyết sao. Ngươi chờ ta đi đổi một bộ quần áo trước tiên. Nói xong câu này, Dương Lâm liền chui vào tiết mục tổ trong xe tải, mà đối với hắn lần hành động này, hai vợ chồng người mặc dù không hiểu, nhưng có lẽ là còn đối với bộ kia phòng ở có chút chấp niệm, cuối cùng vẫn đứng tại xe van phía trước đợi lên. Sau một phút, hướng theo xe van môn mở ra, Dương Lâm thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người. Chỉ có điều lúc này hắn trên thân y phục chính là từ âu phục đổi thành đạo bào, túi công văn đổi thành nhiên túi đeo vai ngay cả trên lưng cũng nhiều một thanh gỗ đào pháp kiếm. Nhìn đến đây, vợ chồng song lúc này liền ngây ngẩn cả người. Phía trước một giây vẫn là bất động sản trung gian, làm sao lại một cái chớp mắt công phu biến thành một tên đạo sĩ. Mà đổi thành một bên trong phòng phát sóng trực tiếp phản ứng chính là hoàn toàn khác biệt. Xuất hiện, xuất hiện, dương pháp y hạng định gia, trừ ma đạo trưởng diễn tiết. Thế nào cũng phải bức dương pháp y đi nhà xí đây không ổn sao, quản ngươi cái gì nhà có ma không nhà có ma. Dương Pháp Y thay đổi đây thân gia mới, cảm giác trong nháy mắt liền không có đáng sợ như vậy. Đề nghị về sau bán nhà có ma trung gian, tất cả đều dựa theo cái này đến xuyên, cho khách hàng càng tốt hơn cảm giác an toàn. Như vậy vấn đề đến, xin hỏi đến lúc đó Dương Pháp Y là thu một phần chi phí đâu, vẫn là thu hai phần chi phí đi. Đề nghị nhà có ma bên trong nhà ở lập tức dọn đi, không thì Dương Pháp Y có thể là cưỡng chế trong sạch lui. Cao tiên sinh cao thái thái, các ngươi cũng không muốn cùng tốt như vậy một bộ phòng ở thân sự qua nhau đi. Hơn nữa truyền ngôn dù sao đều là truyền ngôn, vẫn phải là đất thật đi xem một chút mới được, đi thôi, ta hiện tại liền mang bọn ngươi để nhìn phòng. Có lẽ là xuất phát từ thấp giá phòng cám dỗ, hay hoặc giả là từ đối với Dương Lâm trên thân quần áo trên người tín nhiệm đây đối với trẻ tuổi phu thê cuối cùng vẫn đi theo dương lâm cùng nhau tiến vào bên trong tiểu khu mà tiết mục tổ mọi người tự nhiên cũng là gánh vác thiết bị đi theo bọn hắn đây một tổ hợp kỳ quái mới vừa vào tiểu khu liền lập tức đưa tới lượng lớn nhà ở chú ý khi bọn hắn nghe nói dương lâm là mang vậy đối với trẻ tuổi vợ chồng son để nhìn bộ kia nhà có ma thời điểm từng cái từng cái sắc mặt lập tức thì trở nên ta trời bộ kia phòng ở còn tại bán a đúng vậy ta nghe nói bên trong mỗi lúc trời tối đều có nữ nhân tiếng khóc đâu chỉ a à, ta có thời điểm đi thang máy từ tầng kia đi ngang qua thời điểm đều có thể nghe thấy có đứa trẻ chụp quả bóng âm thanh chính là tầng kia rõ ràng đều đã dời trống ta có mấy lần từ dưới lầu đi thời điểm còn có thể nhìn thấy bộ kia trong phòng có bóng người đang đi loại phòng này là làm sao có người dám mua những lời này dương lâm ba người tuy rằng không có nghe được nhưng Tiết Mục Tổ đã trong phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả chính là nghe rõ ràng. Trong nháy mắt Tiết Mục Tổ mọi người liền cảm thấy tê tê cả da đầu, không ngừng liền có khí lạnh từ lòng bàn chân toát ra. Nếu không phải Dương Lâm tại trước mặt bọn họ, bọn hắn hiện tại liền chuẩn bị trở về đường cũ. So sánh với cương thi, hồ yêu cái gì, vô hình lệ quỷ mới là khủng bố nhất. Cũng ngay tại bọn hắn không biết rõ tiếp theo đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì thời điểm, Dương Lâm thân ảnh chính là tại một tòa cư dân trước lầu mặt ngừng lại. Cao tiên sinh, Cao thái thái, chúng ta hôm nay muốn nhìn phòng ở ngay tại tòa nhà này 18 tầng. Vừa mới các ngươi cũng nhìn thấy, kỳ thực tiểu khu hoàn cảnh vẫn là phi thường không tồi, các bạn hàng xóm cũng đều phi thường có lễ phép. Đối mặt Dương Lâm kia chân thành nụ cười, hai vợ chồng người cũng chỉ có thể xấu hổ trở về một trong cười. Bất quá đều đã đi tới nơi này, nếu mà không nhìn một cái nói bọn hắn cũng không cam chịu tâm. Cho nên rất nhanh bọn hắn liền theo Dương Lâm vào thang máy. Thẳng đến thang máy đến lầu 18, hết thảy đều vẫn là bình thường. Loại này quá mức bình thường cảm giác ngay cả tiết mục tổ đều cảm thấy có lẽ bộ kia nhà có ma cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Nhưng ngay khi bọn hắn thang máy xuống sông sau đó, một hồi quả bóng va chạm vách tường âm thanh chính là đột nhiên từ một bên liền hành lang nơi truyền đến. Nghe thấy âm thanh này, vốn là khẩn trương dị thường vẻ mặt mọi người nhất thời trở nên càng căng thẳng hơn. Không khỏi tất cả mọi người ánh mắt liền toàn bộ tập trung đến Dương Lâm trên thân. Rất bình thường a, à, tiểu bằng hữu hoạt bác hiếu động một chút chứng minh có nhân khí sao. Dương Lâm mặt đầy không thành vấn đề trả lời. Thấy hắn nói như vậy, mọi người cũng không tốt nói thêm gì nữa, chợt liền theo hắn đi đến bọn hắn muốn nhìn bộ kia trước cửa nhà. Chỉ là khi bọn hắn đi đến trước cửa thời điểm, trước mắt tràn diện chính là để bọn hắn mỗi một người đều mắt choáng váng. Chỉ thấy phòng ở nguyên bản cửa chính đã bị dày nặng tấm gỗ hoàn toàn phong kín, mà tại trên tấm ván còn dùng màu đỏ chu sa vẽ đầy phù chú. Ngay tiếp theo bên cạnh những khu vực khác cũng đều bị dán đầy bùa vàng. Như thế cảnh tượng căn bản là không giống như là cho người ở địa phương. Ngay tại mọi người muốn hỏi một chút Dương Lâm đây là tình huống gì thời điểm, Dương Lâm chính là đã sải bước đi hướng cửa chính, sau đó ngay trước tất cả mọi người mặt, một quyền đem kia dùng đến chặn cửa tấm gỗ cho đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Không đến nửa phút thời gian, trên cửa tất cả tạp vật liền bị hắn dọn dẹp hết sạch. Cao tiên sinh, cao thái thái, hoan nghênh các ngươi trở về nhà, ta hiện tại liền cho các ngươi giới thiệu nhà các ngươi tình huống cụ thể. Nói đến đây câu thời điểm, Dương Lâm trên mặt mang đầy chân thành cười mỉm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 43 Dương Pháp Y sau quỷ dị còn hung. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nếu như nói trước vậy đối với trẻ tuổi vợ chồng song sang đây thấy phòng là xem ở phòng ở siêu cao giá trị đồng tiền phân thượng. Như vậy khi Dương Lâm ngay trước bọn hắn mặc đem mấy cm dày tắm gỗ một quyền đánh thủng sau đó, bọn hắn ý nghĩ cũng đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Đây con mẹ nó ở đâu là bất động sản trung gian a? đây sợ không phải đánh trong lòng đất hát quyền đi hơn nữa bọn hắn luôn cảm thấy Dương Lâm câu kia hoan nghênh trở về nhà có chút quái quái. Mang theo bảy phần sợ hãi, ba phần hiếu kỳ, vợ chồng song hai người cuối cùng vẫn đi theo Dương Lâm tiến vào phòng bên trong. Mà cũng ngay tại hai người vừa mới bước vào trong phòng thời điểm, đi theo phía sau bọn họ tiết một tổ camera ống kính trong đó liền có một vệt bóng đen chật lóe lên. Một màn này lúc này liền bị trong phòng phát sóng trực tiếp hơn 10 vạn khán giả cho xem ở trong mắt cao như vậy có thể sao vừa mới tránh khỏi là cái cái quái gì ta còn tưởng rằng là ta ảo giác đâu các ngươi cũng đều thấy được rõ ràng như vậy một đạo nhân ảnh làm sao có thể không thấy được nhân ảnh bóng người nào các ngươi không nên làm ta sợ ta xác định chính là nhân ảnh từ bên trong phòng khách chật lóe lên sau đó chui vào bên cạnh một cánh cửa bên trong đây quỷ giữa ban ngày cũng dám đi ra tại đây được có bao nhiêu hung a à? ngay tại trong phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng sắp phải bị bị dọa sợ đến tè ra quần thời điểm, vậy đối với vợ chồng song tự hồ cũng có phát giác. Dương quản lý, tại sao ta cảm giác trong gian phòng đó nhiệt độ sau bên ngoài thấp chừng mấy độ A? Tên kia họ cao nam tử trà sát mình cánh tay nói. Phải không? Không có A, thật bình thường nhiệt độ A, hơn nửa nhiệt độ thấp cũng là chuyện tốt, đây không lập tức muốn tới mùa hè nha, nhiệt độ thấp điểm liền có thể không cần mở máy điều hòa không khí vừa nói dương lâm một bên mở ra tường bên trên không khí công tắc đồng thời còn thuận tay mở ra phòng khách đèn lớn nhưng ngay khi hắn mở đèn trong nháy mắt đèn điện đột nhiên liền lóe lên một cái tại đây trong chớp mắt trong phòng phát sóng trực tiếp mọi người lại lần nữa thông qua camera ống kính thấy được một màn không giống nhau hình ảnh chỉ thấy ở phòng khách một góc một tên ước chừng bảy tám tuổi tiểu nam hài đang vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó đợi đến đèn sáng hẳn sau đó tiểu nam hài liền biến mất vô ảnh vô tung nguyên bản vẫn chỉ là hoài nghi đám khán giả lần này triệt để giữ không được rồi mưa bình luận hộ thể mưa bình luận hộ thể các vị đạo hữu giúp ta một chút sức lực hàng trước huynh để đỡ một chút ta mẹ nó sợ hãi đừng kéo ta tới chặn ta cũng sợ hãi kháo 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 quá mẹ nó kích thích ở nơi này là tại nhìn phòng a, đây là mẹ nó tại nhìn phim ma đi. Trong phòng này sợ là ở một phòng quỷ, nhiệt độ có thể không thấp sao? Phòng này đừng nói chiếc khấu bán đi, bỏ tiền ra cho ta ta cũng không cần. Cao tiên sinh cao thái thái, chúng ta bây giờ nơi ở vị trí là phòng khách, không sai biệt lắm có 50 bằng, bên cạnh là phòng ngủ chính, từ phòng ngủ chính phương hướng là có thể nhìn thấy biển. Bên trong phòng khách, Dương Lâm trước sau như một nhiệt tình giới thiệu nói xong vẫn không quên kéo ra phòng ngủ chính cửa chính. Nhưng ngay khi phòng ngủ chính cửa chính kéo ra một khắc này, một tia màu đen sợi tóc lại đột nhiên từ phòng ngủ chính trên trần nhà giống như cây đa cái một dạng lan tràn xuống. Vậy đối với trẻ tuổi phu thê bởi vì lực chú ý toàn bộ đều bỏ vào phòng ngủ chính phía bên ngoài cửa sổ, cho nên cũng không có nhìn thấy. Nhưng trong phòng phát sóng trực tiếp khán giả chính là từng cái từng cái trơ mắt nhìn đến những cái kia sợi tóc màu đen bậy khắp toàn bộ trần nhà phải chết phải chết, bên trong căn phòng này kia kia đều là quỷ A. Lúc này một tên Bắc Phương 190 đại hán đem hắn chân rút vào trong chăn. Đây căn bản chính là quỷ cảnh phòng, đây một phòng thật sự là quá náo nhiệt. Ta rốt cuộc để ý giải bộ phòng này phía trước vài vị người mướn là làm sao điên, ở tại dạng này trong hoàn cảnh, ta một ngày cũng không muốn liền sẽ điên mất. Chờ một hồi sẽ không còn có cái khác đi. Tại hơn 10 vạn đám khán giả rung lẫy bẫy trong con mắt, Dương Lâm rốt cục thì giới thiệu xong phòng ngủ chính tình huống, ngược lại đem vậy đối với trẻ tuổi phu thê dẫn tới bên cạnh phòng trẻ em. Cao tiên sinh Cao Thái Thái, nơi này chính là phòng trẻ em. Diện tích có 15 bằng khoảng, nếu mà các ngươi chuẩn bị muốn hai thai nói, giường cũng có thể đổi thành cao thấp giường, còn có thể bày xuống hai tấm bàn đọc sách. Mà cũng ngay tại Dương Lâm giới thiệu phòng trẻ em trang trí thời điểm, bên cạnh nhi động giường bên trên nguyên bản bày ra đến mình chính là đột nhiên cổ thật giống như bên trong bỗng dưng nhiều hơn một người một dạng khi một màn này bị vậy đối với trẻ tuổi phu thê nhìn ở trong mắt thời điểm bọn hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch một phiến thân thể càng là ngăn không được run rẩy không nói là bọn họ đổi lại bất luận cái gì một người bình thường nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn khả năng đều biết không chịu nổi song song lần này bọn hắn cũng nhìn thấy ta muốn biết dương pháp y tiếp theo làm như thế nào tiếp tục đi xuống biên đơn này xin ý sợ là muốn vàng A. À. Xin nhờ, đây cũng không phải là vàng không vàng vấn đề, hiện tại vấn đề là đây tràn đầy một phòng quỷ nên làm cái gì? Ngay tại trong phòng phát sóng trực tiếp khán giả sôi sùng sục đồng thời, nguyên bản còn mang theo vẻ thân hòa dương lâm trong nháy mắt liền nổi cơn thịnh nộ lên. Một giây kế tiếp liền thấy hắn nắm lấy giường bên trên mình, sau đó dơ lên nắm đấm liền hướng trên chăn đập. Dọa người đúng không? Dọa người đúng không? ta để ngươi dọa người nhìn ta hôm nay không cố gắng giáo huấn ngươi liên tiếp đập phá mấy cái sau đó dương lâm lại sẽ bị tử bọc thành một bao quần áo hình rồi sau đó hung hăng liền đem bọc quần áo đánh tới bên cạnh vách tường đến lúc hắn đụng không sai biệt lắm sau đó hắn lại vén tay áo lên giận đùng đùng hướng bên cạnh phòng ngủ chính đi tới tóc dài đúng không ta để ngươi tóc dài ta nhẫn ngươi rất lâu rồi Ngươi biết ta tìm đến một người khách hàng cài cửa lại có bao nhiêu vất vả sao? Kèm theo Dương Lâm bạo nộ, mọi người thấp thoáng liền nghe được từng trận nữ tử tiếng khóc. Bất quá cũng không phải loại kia nghe xong khiến người sợ hãi tiếng khóc, mà là loại kia nghe xong làm cho đau lòng người tiếng khóc. Cũng không biết qua bao lâu, đạo bào khuy áo đều đánh rớt Dương Lâm liền từ phòng ngủ chính bên trong đi ra. Nhìn thấy hung thần ác sát Dương Lâm, Vậy đối với nhìn phòng trẻ tuổi phu thê nhất thời liền không nhìn được lui về phía sau lui hai bước. Bất quá lúc này Dương Lâm chính là không để ý đến bọn hắn, mà là xoay người rời đi vào bên cạnh bên trong phòng tắm. Không lâu lắm lại lần nữa nghe thấy hắn kia hung ác âm thanh. Yêu thích giấu trong bồn tắm đúng không, vậy ta sẽ để cho ngươi ngâm đủ. Một giây kế tiếp, một hồi tiểu hài tử tiếng khóc liền từ phòng tắm truyền đến. Nghe đến đó, mọi người nếu như nếu không hiểu rõ chuyện gì xảy ra vậy bọn hắn chính là người ngu dương pháp y thật là mạnh mẽ a à, quỷ đều không có hắn hung quỷ dọa người hắn dọa quỷ không tật xấu đừng nói là quỷ ta nghe xong dương pháp y âm thanh ta đều sợ hãi đột nhiên đã cảm thấy những quỷ kia thật giống như cũng không có dọa người như vậy thậm chí ta còn cảm thấy có một chút như vậy buồn cười khi còn bé liền nghe lão nhân nói quỷ sợ ác nhân, hôm nay xem như thấy được. Ta đoán bọn hắn bị dương pháp y bữa tiệc này đánh, từ nay về sau đều có tâm lý bóng mờ. Bất quá ta quan tâm là, cứ như vậy đánh một trận, thật giống như cũng không có giải quyết tính thực chất vấn đề đi. Ta trước tiên dự ngôn một đợt, tiếp theo dương pháp y nhất định là muốn làm pháp cho bọn hắn siêu độ. Nếu như là dạng này nói, như vậy phòng nhỏ ngược lại thật đáng giá ngay tại đám bạn trên mạng phỏng đoán nhộn nhịp thời điểm, Dương Lâm thân ảnh cũng là xuất hiện lần nữa tại phòng khách trong đó. Không chờ đám bạn trên mạng biết rõ hắn tiếp theo rốt cuộc muốn làm gì thời điểm, mấy đạo mơ hồ nhân ảnh liền bắt đầu tại hắn bên người chậm rãi xuất hiện. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 44 Ngọn nguồn, phá phát Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Bên trong phòng khách, hướng theo ba đạo rưỡi trong suốt nhân ảnh chậm rãi hiện lên ở tất cả mọi người trước mặt bao gồm vậy đối với trẻ tuổi phu thê tại bên trong mấy người thiếu một chút không có dọa ngất đi qua từ nhỏ đến lớn bọn hắn tiếp nhận đều là chủ nghĩa duy vật giáo dục lúc nào gặp qua loại vật này mắt thấy mọi người tại đây mặt cũng sắp phải bị dọa xanh lét dương lâm cũng là liền vội vàng liền giải thích nói các ngươi mọi người không cần khẩn trương lý trí một chút ba người bọn hắn chỉ là bộ phòng này chủ nhân cũ mà thôi Ba năm trước đây chết bởi một đợt hỏa tai, sau đó bởi vì chấp niệm nguyên nhân cho nên không có đi đầu thai chuyển thế. Dương Lâm vốn là nói chưa dứt lời, vừa giới thiệu xong kia ba đạo hư ảnh thân phận sau đó, mọi người càng thêm giữ không được rồi. Lý Trí, ngươi để cho ta làm sao Lý Trí? Phòng ở chủ nhân cũ đều xuất hiện, ta mẹ a. À. Chết bởi hỏa tai, kia chẳng phải đều là chết oan, lợi khí rất nặng đi. Hiện tại thật là một bộ phòng ở hai nhà ở dương pháp y nhanh đừng nói mau mau đem bọn hắn siêu độ đi dương quản lý ta cảm thấy bộ phòng này chúng ta vẫn là không suy tính đi liền đem tại đây lưu cho bọn hắn hảo cũng không biết qua bao lâu tên kia cao tính thanh niên rốt cục thì khôi phục nói chuyện năng lực đối mặt với dương lâm cẩn thận từng ly từng tí nói ra chỉ là hắn những lời này vừa nói xong dương lâm liền lắc lắc đầu không 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 ta nghĩ các ngươi hiểu lầm kỳ thực bọn hắn cũng không muốn ở lại chỗ này. Bộ phòng này đối với bọn hắn lại nói chính là một tòa lồng giam mà thôi. Không như các ngươi trước hết nghe ta nói một cái cố sự đi. Cố sự. Tuy rằng mọi người không quá rõ Dương Lâm đến cùng muốn biểu đạt một ít, nhưng mà dạng này dưới tình huống, bọn hắn cũng không dám loạn động. Sự tình còn muốn từ 10 năm trước nói đến, có một cái kinh hại bản địa nữ hài nhi nhận thức một tên ngoại địa qua đây cầu học Nam Hài, mà nam hài rất nhanh sẽ đối với nữ hài nhi phát động mãnh liệt theo đuổi hướng theo dương lâm giảng thuật một đoạn hết sức bình thương câu chuyện tình yêu hiện ra ở mọi người trước mặt chỉ là mọi người không có chú ý tới là ngay tại dương lâm nói đoạn chuyện xưa này thời điểm bên cạnh tên kia nữ quỷ tóc dài bên dưới chính là chảy xuống một hàng thanh lệ nữ hài nhi cuối cùng đáp ứng nam hài cầu hôn hơn nữa lấy ra trong nhà tích góp tài trợ nam hài làm ăn ba năm sau con trai sự nghiệp thành công nữ hài nhi cũng vì hắn sinh ra một đôi đáng yêu lông phượng thai, vốn là hết thảy đều phi thường thuận lợi, thẳng đến ba năm trước đây một đợt hỏa tai phát sinh. Cố sự nói tới đây liền im bặt mà dừng, mà mọi người ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía dương lâm bên người kia một lớn hai nhỏ ba đạo trong suốt hư ảnh. Rất hiển nhiên, đây ba đạo hư ảnh chính là cố sự trong đó nhân vật chính. Ý thức được một điểm này sau đó, mọi người trong lòng nguyên bản sợ hãi cũng trong nháy mắt tiêu tán hơn nữa, ngược lại biến thành đồng tình không nghĩ đến bọn hắn lại có bi thảm như vậy trải qua thật là đáng tiếc đúng vậy a à, cỡ nào mỹ mãn một nhà a à, hiện tại cũng chỉ lưu lại nam chủ nhân một người trơ trọi ở lại trên đời cùng mình vợ con người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất chính là người chết chính là chết a à, tại sao còn muốn cố chấp ở tại ở lại trên đời đâu đúng vậy bọn hắn chấp niệm rốt cuộc là cái gì vì sao muốn một mực lưu lại nơi này phòng nhỏ bên trong dọa người a à? ngay tại mọi người nhộn nhịp bày tỏ không hiểu đồng thời dương lâm bộ não bên trong cũng vang lên một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở đinh túc chủ gặp phải sự kiện quỷ dị mời túc chủ làm ra lựa chọn lựa chọn một cưỡng ép siêu độ ba tên lệ quỷ tưởng thưởng công pháp hổ tiếu thần quyền lựa chọn 2 giúp đỡ ba tên lệ quỷ hóa giải trong tâm oán khí lại lần nữa đầu thai, tưởng thưởng pháp thuật, kim quan nguyên rủa. Đối với đây đạo thanh âm nhắc nhở xuất hiện, Dương Lâm không hề có một chút nào cảm thấy kỳ quái. Để cho hắn kỳ quái là lần này tuyển hạng, vậy mà không phải một vị diệt sát quỷ dị, mà là nhiều hơn một cái giúp đỡ nó hóa giải oán khí tuyển hạng. Đây cũng chính là nói hắn lúc trước một ít phỏng đoán là đúng. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa đưa mắt nhìn về phía trước mặt kia một lớn hai nhỏ ba cái quỷ hồn. Trần Thái Thái, ngươi sự tình ta nghe nói qua một ít, ngươi vừa mới nói với ta ngươi không xảy ra bộ phòng này, cụ thể là tình huống gì? Nghe thấy Dương Lâm hỏi thăm, tên kia tóc tai bù xù nữ quỷ đột nhiên liền đem đầu dơ lên, rồi sau đó chỉ chỉ bên cạnh vách tường cùng sàn nhà. Xem ra cùng ta muốn không sai biệt lắm. Không chờ mọi người kịp phản ứng, nữ quỷ thủ thế là ý gì, Dương Lâm tiếp tục liền hướng phía bên cạnh vách tường đột nhiên ra quyền. Hướng theo nổ vang, vách tường biểu bì nhất thời liền xuất hiện một tia nứt nẻ rồi sau đó mọi người chỉ thấy dương lâm nhẹ nhàng vỗ một cái vách tường tận ngoại nhất màu trắng nước sơn liền đồng loạt rơi vào trên mặt đất một dây kế tiếp hiện ra ở trước mặt mọi người đương nhiên đó là một bên mang theo đốt trụi vết tích bên trong tường nhìn một chút mọi người cặp mắt liền trợn to bởi vì bọn hắn hiển nhiên phát hiện ở đó tầng cháy rụi bên trong tường bên trên hiển nhiên dùng một loại màu đỏ nước sơn không ngờ như thế từng đạo phù chú. Cả bức tường bên trên, tràn đầy đều là phù chú, người xem tê cả da đầu. Bất quá cái này cũng chưa hết, lại tìm ra trên vách tường phù chú sau đó, Dương Lâm lại mạnh mẽ gỡ ra trên mặt đất sàn nhà, lộ ra cùng trên mặt tường cùng khoảng phù chú. Đây, đây là tình huống gì? Trên vách tường có, dưới sàn nhà mặt cũng có, mặt trên trần nhà sẽ không cũng có đi những thứ này rốt cuộc là cái gì phù a à, không phải là chuyên môn dùng để trấn áp tà túy đi ta tương đối hiếu kỳ là những bùa chú này rốt cuộc là ai vẽ không phải là phòng ốc chủ nhân trước đi không thể nào chết chính là hắn vợ con a à, hắn vì sao muốn mời người vẽ bùa đến trấn áp mình vợ con khó trách vừa mới dương pháp y nói bộ phòng này đối với bọn hắn lại nói từng cái cái tù lung nguyên lai like chính là những bùa chú này đem bọn họ cho vay ở bộ phòng này bên trong đây là muốn để cho bọn hắn vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh a à. thật đáng thương a à, sống sót thời điểm bị lửa lớn rõ ràng thiêu chết chết vẫn không thể siêu sinh một khắc này đám khán giả đột nhiên sẽ đồng tình khởi ba tên kia lợi quỷ đến mà đổi thành một bên dương lâm đang tìm ra tất cả có vẻ phù chú địa phương sau đó trên mặt cũng lộ ra trước giờ chưa từng có vẻ nghiêm túc xem ra ban đầu vẻ buồn người kia nói được không cạn a à, mời hắn đến chẳng lẽ là ngươi trượng phu Dương Lâm vừa dứt lời, tên kia nữ quỷ liền mặt đầy thống khổ gật đầu một cái. Mà nàng cái này đáp lại cũng là để cho tất cả mọi người xôn xao một phiến, trong lúc mơ hồ bọn hắn đã ý thức được sự tình có lẽ so với bọn hắn tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp. Chồng của nàng vì sao muốn làm như thế a, à? chẳng lẽ giết chết nàng chính là hắn Trượng Phu bản nhân? Nhất định là bằng không vì sao hắn Trượng Phu phải đặc biệt mời cao nhân tới làm phép trấn áp, không làm chuyện trái lương tâm làm sao sẽ sợ quỷ gõ cửa. Quá kinh khủng, quả nhiên có đôi khi nhân tâm sau quỷ dị còn muốn kinh khủng hơn. Khó trách bọn hắn sẽ có oán khí, bị mình thân nhất người giết chết, đổi lại là ta, ta oán khí so với nàng còn nặng hơn. Tiếp theo nên làm gì, có phải hay không đem những cái kia phù chú đều sẻn rơi, bọn hắn liền có thể lại lần nữa vãng sinh. Hẳn không có đơn giản như vậy đi. Nhìn dương pháp y làm thế nào đi cũng ngay tại mọi người cảm khái không thôi thời điểm, Dương Lâm chính là mặt đầy trịnh trọng nói ra. Các ngươi đã là bị ép ở lại chỗ này, vậy ta giúp các ngươi đứt những bùa chú này. Nghe thấy hắn những lời này, mọi người mạc danh liền mong đợi. Một giây kế tiếp bọn hắn liền thấy Dương Lâm tay lần nữa đưa vào hắn bên người mang theo cái kia trong túi công văn mặt. Hướng theo hắn một phen tìm tòi, một cái ngọc ấn rất nhanh sẽ bị hắn sờ đi ra. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 45 Một ấn phá vạn pháp Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Nhìn đến Dương Lâm đột nhiên từ túi bên trong lấy ra một cái ngọc ấn Vô luận là mọi người tại đây vẫn là trong phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều ngẩn ra Phía trước một giây còn nói phải giúp một tay đem căn phòng bên trong phù chú đều cho phá hỏng Làm sao chuyển thân liền lấy ra như vậy một cái đồ chơi đến Đây là cái gì pháp khí? Đạo gia có loại pháp khí này sao? thật giống như có nhưng không quá xác định lời nói lớn như vậy món đồ là làm sao chứa ở hắn cái kia tiểu trong túi công văn cái kia túi công văn sẽ không thật là một cái túi thần kỳ đi không nên đem quan tâm điểm đặt ở loại này kỳ kỳ quái quái địa phương được không theo như dương pháp y phong cách ta còn tưởng rằng hắn biết đi kiếm bên trên đi tiểu tưới vào những bùa chú này bên trên đi thật giống như nói những cái kia vật dơ bẩn có thể phá phát nhưng vạn nhất dương pháp y hiện tại không có nước tiểu làm sao bây giờ? Có nước tiểu cũng không đủ dùng đi, đây chính là 128 bằng nhà giàu hình, hơn nửa trần nhà vách tường được có 500 sang bằng đi. Máu chó mực, máu gà trống cũng thành A, dầu gì cầm một dao bếp đều cho cạo. Ngay tại mọi người không rõ vì sao thời điểm, Dương Lâm biểu tình đột nhiên trở nên trước giờ chưa từng có nghiêm túc. Một giây kế tiếp mọi người liền thấy hắn hai tay nắm giữ ấn rồi sau đó ở trong không khí nhẹ nhàng đè ép một hồi. Vốn tưởng rằng sẽ có cái gì kinh thiên động địa sự tình phát sinh, chính là khi Ngọc ấn đè xuống một khắc này, ngay cả một lông động tỉnh đều không có. Thậm chí Dương Lâm tại hư đè ép một lần sau đó liền vội vàng đem Ngọc ấn lần nữa thu hồi đến trong cặp tát. À, đây liền không có. Đã nói phá pháp đi. Đúng vậy, cái này cũng không có biến hóa a. À. Đây cũng quá khiêm tốn rồi. Mọi người không nên gấp, đoán vừa mới kia một hồi là cái khúc nhạc dạo, chân chính phá pháp lập tức bắt đầu. Ta cũng là như vậy cảm thấy, dương pháp y đều nói người kia nói đi cao thâm, muốn đứt người ta pháp, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Không chờ mọi người nói hết lời, một giây kế tiếp tại camera trong màn ảnh, một đạo kim quan liền đột nhiên chật hiện. Hướng theo kim quan chật hiện, căn phòng vách tường, sàn nhà, trên trần nhà tất cả phù chú trong khoảnh khắc tự như cùng gặp dùng lửa đốt chung chung làm một tầng đạo khói đen không đến một giây đồng hồ thời gian tất cả phù chú liền toàn bộ thanh trừ hết sạch chỉ để lại trống rỗng vách tường ngay trước mặt mọi người người ý thức được chuyện gì xảy ra sau đó cả người đều ngốc ta kháo vừa mới chuyện gì xảy ra làm sao một cái chớp mắt công phu tường bên trên những cái kia phù chú liền toàn bộ đều không có là đạo kim quan kia sao đạo kim quan kia rốt cuộc là cái thứ gì? Đây cũng quá cường điệu đi. Có khả năng hay không, là mới vừa dương pháp y trong tay cái này ngọc ấn sản sinh tác dụng. Cứ như vậy đắp một hồi liền phá một vị khác cao nhân lưu lại pháp chú. Cái này ngọc ấn rốt cuộc là cái thứ gì? Cùng lúc đó, lòng quốc các nơi danh sơn đại xuyên bên trong một đám mặc áo bào tím đạo môn công cao nhóm đột nhiên sẽ đồng thời có cảm ứng. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía kinh hải thành phố phương hướng. Bọn hắn tuy rằng đạo hành nông cạn, nhưng trong đó cũng không thiếu người tài giỏi, đang cảm giác đến nguyên do trong đó sau đó nhộn nhịp sắc mặt đại biến. Hảo, những này vây khốn các ngươi phụ chú toàn bộ đã bị phá, bắt đầu từ hôm nay các ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Phòng khách bên trong, Dương Lâm đầu tiên là nhìn thoáng qua xung quanh những cái kia đã không thấy được vết tích phụ chú, rồi sau đó hướng về phía kia mẹ con ba người nói mà kia mẹ con ba người tự hồ cũng cảm nhận được bản thân biến hóa lúc này hứng thú trùng trùng ở bên trong phòng chui tới chui lui những cái kia vách tường đối với bọn hắn lại nói giống như là không tồn tại một dạng thấy một màn này đám bạn trên mạng nhất thời liền hâm mộ hỏng cái này tốt a à? có phải là chết hay không sau đó liền có thể tự động nắm giữ môn này kỹ năng a à? nếu như nói chết sau đó không cần đi địa phủ hơn nữa còn bảo lưu lúc còn sống ký ức, ngươi đừng nói còn giống như thật tốt, nào chỉ là không tệ a, à, đó là tương đối khá, không cần đi làm, thậm chí không cần ăn đồ vật, có thể bay, sẽ mặc tường, có thể ẩn thân, ta muốn đi chỗ nào liền đi nơi đó. Trác, các ngươi đều đem ta nói động lòng, xuyên tường, ẩn thân, phi hành, đây không phải là nam sinh nhất tha thiết ước mơ tam đại thần kỹ sao? Ta có một cái không chính chắn ý nghĩ ta à, cũng có, trong hơn nữa ta phát hiện thành quỷ sau đó còn giống như không cần để ý tới luật pháp. Tỉnh lại đi đi, nếu ngươi thật làm như vậy, dương pháp y tại chỗ liền đem ngươi cho siêu độ. Đúng, sách ngươi cổ đánh no đòn ngươi loại kia. Kia vẫn là quên đi thôi. Ngay tại đám bạn trên mạng hưng phấn thảo luận thành quỷ sau đó đủ loại tiện lợi thì, tên kia nữ quỷ đột nhiên liền trôi dạt đến dương lâm trước mặt, rồi sau đó mở miệng nói. Đa tạ vị đạo trưởng này trợ giúp chúng ta mẹ con ba người thoát khốn tòa này phòng ở chúng ta đã không có gì hảo lưu luyến sẽ để lại cho càng cần hơn nó người đi nói xong nữ quỷ liền muốn mang theo nàng một đôi nữ rời khỏi nhìn đến đây vậy đối với trẻ tuổi phu thê lúc này liền thật dài thở dài một hơi nhưng ngay khi lúc này dương lâm chính là đột nhiên ngăn cản bọn hắn chờ một chút nếu mà ta không có đoán sai nói các ngươi hẳn đúng là chuẩn bị tìm cái nam nhân kia báo thù đi các ngươi tâm tình ta có thể lý giải nhưng hắn nói không chừng đã chiếm được cao nhân chỉ điểm trên thân không chừng còn mang theo là thứ gì đề phòng các ngươi cho nên chúng ta không ngại đổi một báo thù phương pháp nghe thấy dương lâm những lời này tên kia nữ quỷ rõ ràng là sửng sốt một chút rồi sau đó cười khổ nói đổi một phương pháp đạo trưởng chẳng lẽ là muốn báo cảnh sát bắt hắn sao không hữu dụng hắn cái này người quá cẩn thận không có để lại bất luận cái gì chứng cứ căn bản không có biện pháp chứng minh là hắn đã giết chúng ta. Nhưng mà nghe thấy hắn lời nói này Dương Lâm chính là lắc lắc đầu. Ai nói không có chứng cứ, các ngươi không phải là tốt nhất chứng cứ sao? Chúng ta. Chính là người bình thường căn bản không thấy được chúng ta a. À. Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta là tốt, ta có biện pháp khiến người khác ở bên ngoài nhìn thấy ngươi. Đang khi nói chuyện Dương Lâm trên mặt liền lộ ra vẻ tự tin nụ cười nhìn thấy hắn cái nụ cười này, mọi người mạc danh liền sinh ra một loại tín nhiệm. Một giây kế tiếp bọn hắn liền thấy Dương Lâm lấy ra điện thoại di động, rồi sau đó bấm một số điện thoại. Muốn, cho ngươi một cái lập công cơ hội ngươi có muốn hay không? Ba năm trước đây kia khởi phóng hỏa án ta cho ngươi tìm đến mang tính then chốt người chứng, chỉ cần bọn hắn ra mặt làm chứng, vụ án lập tức liền phá. Yên tâm, người chứng tuyệt đối đáng tin. Ngươi chờ đến lập công đi, đến lúc đó nhớ mời ta ăn cơm. Nghe Dương Lâm trò chuyện thì âm thanh, trong phòng phát sóng trực tiếp khán giả thần sắc mạc danh trở nên cổ quái. Hiện tại cũng thịnh hành quản người chết gọi người chứng sao. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 46 Bọn hắn đã tiến vào. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tại kiến thức Dương Lâm thủ đoạn sau đó, vậy đối với vợ chồng son cuối cùng vẫn trước tiên tiếp tiền đặt cọc, hơn nữa hứa hẹn đến lúc dương lâm đem ba cái kia quỷ hồn tiễn đi sau đó liền lập tức ký kết hợp đồng mà dương lâm khi lấy được dạng này kết quả sau đó cũng là mười phần hài lòng chỉ là một cái khác một bên trong phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả chính là có một loại ở trong mộng mới tỉnh kiểu cảm giác hắn thật đúng là đem phòng ở bán rồi a à. ngưu bức a à, nhà có ma đều có thể bán đi đổi một góc độ đến muốn hiện tại bộ phòng này đã là trên cái thế giới này an toàn nhất nhà thật giống như như vậy cái lý nhi nói như vậy vậy đối với mua phòng phu thê lần này còn kiếm được tuyệt đối kiếm được a à, dùng không đến một nửa giá cả mua thấp bán cao một bộ đại tam phòng vẫn là học khu phòng mọi người ai có dương pháp y phương thức liên lạc a à, ta cũng muốn mua phòng có phải hay không nhà có ma không thành vấn đề chủ yếu là đồ dương pháp y cái này bởi vì người chân thành cảm giác dương pháp y về sau có thể chuyên doanh nhà có ma dù sao mặc kệ có không có quỷ quỷ cuối cùng đều là không có quỷ ta liền yêu ở nhà có ma một người ở quá lạnh lẽo buồn tẻ ngươi là cái ngoan nhân chúng ta đây có bộ nghe nói phi thường hung biệt thự trên đỉnh núi dương pháp y qua đây đem giá cả đánh xuống mà cũng ngay tại trong phòng phát sóng trực tiếp mọi người nghị luận nhộn nhịp thời điểm cũng là có trong phòng phát sóng trực tiếp bạn trên mạng đem vừa mới trực tiếp toàn bộ quá trình đăng lên đến trên internet trực tiếp bán nhà có ma vốn là một cái cực kỳ hài hước đề tài lại thêm cố sự nhân vật chính lại là gần đây có chút danh tiếng dương lâm rất nhanh những video này liền đưa tới sóng lớn bạn trên mạng quan tâm chỉ thấy tựa đề thời điểm đám bạn trên mạng còn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính chỉ coi một đợt này trở về đến bình thường Hôm nay Dương Pháp Y làm kim chức là phòng ốc trung gian sao? Hắn rốt cục thì làm một lần đúng đắn kim chức. Nhanh như vậy vừa có thể soát đến Dương Pháp Y video, phía trước mấy đợt cũng sắp đem ta hù chết, hôm nay thoạt nhìn cũng không tệ lắm bộ dáng. Ta cũng là một cái bán nhà, nhìn thấy Dương Pháp Y cũng giống như chúng ta bán nhà cửa, có một ít mạc danh thân thiết A. À. Tỉnh Lưu Bản, Dương Pháp Y cuối cùng đem phòng ở bán rồi. Trung cực tỉnh Lưu Bản, dương pháp y thành công cùng vốn là chủ nhà giao thiệp thành công vốn là chủ nhà đồng ý nhảy vọt lên cao phòng đợt này rất bình thường mọi người yên tâm xem đi ta đã thay các ngươi trước thời hạn nhìn qua hướng theo từng đầu mưa bình luận xuất hiện một ít trước màn ảnh bạn trên mạng cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm dù sao phía trước mấy đợt liên quan đến dương lâm nội dung nói là phim kinh dị đều không quá lắm thẳng đến video đường tiến độ một chút xíu trôi qua trước màn ảnh đám bạn trên mạng biểu tình cũng từng bước phát sinh biến hóa từ chấn kinh đến sợ hãi lại tới chết lặng cuối cùng là phẫn nộ một ít lá gan tương đối tiểu thiếu một chút quyết đi qua ta gõ ngươi mẹ cái nào đồ chó con lúc trước phát mưa bình luận nói một đợt này là bình thường kháo 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 ta hôm nay buổi tối ở nhà một mình a à, vì sao muốn để cho ta ở buổi tối soát đến loại vật này ta hiện tại cảm giác trong phòng đâu đâu cũng có người Trời hạn gặp mưa mẹ, ta hiện tại thật sự muốn đi nhà vệ sinh, nhưng mà bên ngoài không có mở đèn a, à, có hay không cùng thành phố cửa chính tới nhà của ta mang ta đi đi nhà vệ sinh. Song song, nhà ta mua cũng là C cần H A N D. phòng, vốn là chủ nhà sẽ không cũng còn ở bên trong đi, ta liền nói làm sao mỗi lúc trời tối cũng nghe được có bi rớt trên mặt đất âm thanh. Tuy rằng rất sợ hãi, nhưng nghe xong cả nhà bọn họ cố sự sau đó đã cảm thấy không có sợ như vậy xác thực bất kể nói thế nào hai tử đều là vô tội a à. dương pháp y sẽ không thật mang theo mẹ con bọn hắn ba người đi làm người chứng đi đột nhiên cũng có chút mong đợi hướng theo trực tiếp video hỏa bạo dương lâm bản nhân nổi tiếng cũng bắt đầu một lần nữa thoang thăng đồng thời kia bắt đầu sinh ở ba năm trước đây phóng hỏa án cũng bị rất nhiều bạn trên mạng lật đi ra mà cũng vừa lúc đó dương lâm bản nhân chính là ông lấy một cái ô dù đen đi theo tiết mục tổ mọi người cùng nhau hướng cục trị an phương hướng mà đi trên đường đi vô luận là dương lâm vẫn là tiết mục tổ mấy người đều là không nói một lời chỉ có điều song phương biểu tình chính là hoàn toàn khác nhau dương lâm trên mặt mặt đầy phong khinh vân đạm mà tiết mục tổ mấy người nhưng lại như là lâm đại địch từng cái từng cái thần sắc khẩn trương thật giống như lão bà của mình lập tức sẽ sinh ra một dạng Thỉnh thoảng còn đem ánh mắt nhìn về phía Dương Lâm trong tay dù đen. Một mực chờ đến bọn hắn đem Dương Lâm đưa về cục trị an sau đó, bọn hắn mới hoàn toàn thở dài một hơi. Bất quá ngay tại bọn hắn đưa mắt nhìn Dương Lâm đi xa thời điểm, Dương Lâm chính là đột nhiên lại đi vòng về trở về. "Đúng rồi, ngày mai ta khả năng còn có một cái đơn từ, có một cái lão nhân gia ủy thác ta giúp hắn bán nhà, ngày mai ta đi nhìn một chút tình huống gì." Nghe thấy Dương Lâm những lời này, vừa mới thở vào một cái mấy người trong nháy mắt liền lại cảm thấy tâm bị thoát lên tới cổ họng. Dương Pháp Y, lần này sẽ không lại là nhà có ma đi. Đúng vậy a, à, chúng ta trái tim nhỏ có chút không chịu nổi a. À. Yên tâm đi, lần này không phải, người ta phòng ốc chủ nhân còn sống hảo hảo, còn giống như là nhìn các ngươi tiết mục sau đó vừa nghĩ đến ta, các ngươi nếu là không muốn đi nói, vậy ngày mai bản thân ta đi. Nghe thấy Dương Lâm vừa nói như thế, vốn là còn có mấy phần nhút nhát tiếc mục tổ mọi người đột nhiên trở nên cũ kết. Hết lần này tới lần khác vào lúc này người nam chủ trì chuông điện thoại còn vang lên. Đợi đến hắn sau khi tiếp thông điện thoại, bên trong lập tức liền truyền đến hắn cấp trên âm thanh. Hôm nay thu thị tình huống đi ra, chúng ta đã xông lên chân nhân xuất sắc loại khác đệ nhất. Ngày mai thêm ít sức mạnh, cuối năm thưởng cho các ngươi phát gấp ba. Nghe được câu này sau đó, tiết mục tổ mấy người trong nháy mắt tự như cùng hít thuốc lắc một dạng. Hảo Dương Pháp Y, ngày mai chúng ta nhất định đến đúng giờ. Quyết định A. Vừa dứt lời, Dương Lâm lại lần nữa chuyển thân tiến vào cục trị an trong đại viện. Mà cũng ngay tại hắn chân trước vừa bước vào đại viện thời điểm, lý tưởng liền mặt đầy hào hứng hướng phía hắn đi tới. Lâm ca, vừa mới trong điện thoại ngươi nói đều là thật sao? ba năm trước đây vụ án kia ngươi thật tìm đến mang tính then chốt chứng nhân nếu như là thật vậy coi như quá tốt vụ án kia đến bây giờ còn bởi vì thiếu hụt mang tính then chốt chứng cứ mà không có cuối cùng định luận nói xong lý tưởng lại nhìn một chút dương lâm sau lưng Tự hồ là đang tìm cái gì ca ngươi nói người chứng đâu hôm nay không có cùng ngươi cùng nhau qua đây sao có phải hay không không tiện lộ diện a à? nghe lý tưởng vừa nói như thế dương lâm lập tức gật đầu một cái quả thật có chút không tiện lộ diện dạng này ngươi tìm cho ta một cái tĩnh lặng một chút căn phòng ta để bọn hắn tới gặp ngươi nga lý tưởng trong nháy mắt liền lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ chi sắc suy nghĩ một chút cũng rất bình thường một dạng chủ động đi ra làm chứng ít nhiều gì đều có chút băn khoăn không muốn để cho quá nhiều người biết rõ cũng rất bình thường không lâu lắm hắn ngay tại cục trị an bên trong chuyên môn tìm một cái phòng tiếp khách, bên trong phòng tiếp khách trừ hắn ra, còn có mấy tên phụ trách làm ghi chép trị an nhân viên. Đến lúc hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sau đó, hắn lại lần nữa mặt đầy mong đợi nhìn về phía Dương Lâm. Lâm ca, có thể để cho bọn hắn tiến vào. Chỉ là hắn vừa mới dứt lời, Dương Lâm liền lộ ra một tia quỷ dị nụ cười. Không cần, bọn hắn đã tiến vào. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên liền dùng ngón tay tại lý tưởng trên mí mắt bôi một vài thứ. Mà cũng ngay tại hắn thoa xong trong nháy mắt, lý tưởng liền bị bị dọa sợ đến đặt mông ngồi trên đất. Tại áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 47 Bảo kính chức năng mới, kim quan nguyền rủa Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tại Dương Lâm cùng Lý Tưởng cùng chung tiếng vào phòng tiếp khách sau đó không bao lâu, Lý tưởng tính cả kia mấy tên phụ trách làm ghi chép trị an nhân viên liền mặt đầy nghiêm túc từ trong phòng khách mặt đi ra. Sau nửa giờ, từng tên một gọi Trần nói rõ nam tử liền bị gọi đến đến cục trị an. Một giờ sau, Trần nói rõ liền chính miệng thừa nhận mình phóng hỏa giết vợ giết chết sự thật, hơn nữa đối với mình tội ác cung khai không kiên kỵ. Đến tận đây một cọc mấy năm trước huyền án hạ mạng, khi ngày thứ hai chuyện này bị kinh hải thành phố cục trị an công bố tại trên Internet sau đó, cả nước đều kinh hãi. Không ít bạn trên mạng lập tức liền liên tưởng đến trước Dương Lâm trực tiếp thì đã phát sinh sự tình, trong lúc nhất thời cũng là cảm khái liên tục. Bất quá đối với hết thảy các thứ này, Dương Lâm bản nhân chính là không làm sao quan tâm. Đang hoàn thành đối với nữ quỷ trưởng phu cáo buộc sau đó, Dương Lâm liền đi tới cục trị an ra một nơi trong rừng cây. Một giây kế tiếp ba đạo người trong suốt ảnh liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Người trong suốt ảnh mới vừa xuất hiện bọn hắn liền đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Đa tạ đạo trưởng tương trợ, trợ giúp ta mẹ con ba người thoát ly khổ hải. Không cần cảm ơn, các ngươi đã chấp niệm đã phá, vậy thì cùng cái thế giới này lại không dây dưa rễ má, sẽ để cho bần đạo tặng ngươi nhóm vãng sinh đi thôi. Đang khi nói chuyện, Dương Lâm liền đọc đạo môn vãng sinh chú. Hướng theo kinh văn tiếng vang khởi, mẹ con ba người quỷ hồn lúc này liền hóa thành lắm tấm hướng một cái thần bí phương hướng mà đi mà cũng vừa lúc đó dương lâm mạc danh cũng cảm giác được mình hệ thống ba lô trong đó truyền đến một đạo đặc thù dao động đến lúc hắn mở ra hệ thống không gian trữ vật sau đó hiển nhiên phát hiện trước mặt này quá khứ bão kính phía sau vậy mà đang sáng lên mang theo một tia hiếu kỳ hắn chợt liền đem gương lấy ra tại gương bị lấy ra trong phút chốc một đạo hình ảnh ngay tại gương phía sau hiện ra hình ảnh bên trên ba cái béo trắng hài nhi đồng thời chen tại một cái giường trẻ nít bên trên Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn còn không quá rõ cái này hình ảnh là ý gì, nhưng mà khi hắn nhìn thấy đây ba cái hài nhi tướng mạo sau đó lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Đây chẳng lẽ là mẹ con bọn hắn ba người kiếp sau đi, kính này không chỉ có thể nhìn thấy kiếp trước, còn có thể nhìn thấy kiếp sau. Ý thức được một điểm này sau đó, Dương Lâm cả người đều ngẩn ra. Vừa vặn vừa lúc đó bên cạnh trong rừng cây có một cái giả miêu cắn chết một chú chim nhỏ. Không kịp suy nghĩ nhiều, Dương Lâm trực tiếp đem gương phản diện nhắm ngay cái kia chết đi chim nhỏ. Một giây kế tiếp một bộ hoàn toàn mới hình ảnh liền xuất hiện ở phía trên, trong hình ảnh, một cái mèo con mới vừa từ mụ mụ trong bụng sinh ra. Rất hiển nhiên, vừa mới cái kia chết thảm chim nhỏ tại trọng nhập luân hồi sau đó biến thành một con mèo. Đây đại khái là nó trước khi chết mãnh liệt nhất chấp niệm. Mà điều này cũng không thể nghi ngờ là một lần nữa chứng thực Dương Lâm trước phỏng đoán thật sự là một bên nhìn kiếp trước một bên xem ra sinh kính này rốt cuộc là bảo vật gì bất quá chức năng này thật giống như cũng không có ích gì à biết rõ kiếp sau là cái gì thật giống như cũng không có quá lớn ý nghĩa lại không thể thay đổi nói hắn lại lần nữa đem gương thu vào hệ thống không gian trong đó ngay tại hắn vừa mới đem gương thu lại thời điểm một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng đúng lúc vang dội đinh Túc chủ thành công giúp đỡ ba tên lệ quỷ hóa giải oán khí, trọng nhập luân hồi, tưởng thưởng pháp thuật, kim quan nguyền rủa. Tưởng thưởng đã gửi đi đến hệ thống ba lô, mời túc chủ tự mình kiểm tra và nhận. Nghe thấy đây đạo thanh âm nhắc nhở, dương lâm trên mặt nhất thời liền lộ ra vẻ vui mừng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này kim quan nguyền rủa rốt cuộc là cái thứ gì? Mang theo vẻ mong đợi, hắn thuận tay ngay tại hệ thống ba lô trong đó lấy ra một cái ngọc bài nhỏ. Khi Ngọc bài vào tay trong nháy mắt liền hóa thành một đạo kim quang chui vào hắn bộ não bên trong. Một khắc này Dương Lâm đột nhiên liền có loại trong đầu bị so tài một đống lớn đồ vật cảm giác. Ước chừng qua một hồi lâu hắn mới phản ứng lại. Cảm thụ được trong đầu đột nhiên nhiều hơn tri thức, hắn đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, tiếp theo lại là mừng rỡ. Lúc trước nghe danh tự, hắn chỉ cho là kim quang nguyền rủa là một môn phổ thông pháp thuật, nhưng mà tại tiếp thu trong đầu tin tức sau đó hắn mới phát hiện hắn sai hoàn toàn kim quan nguyền rũ không phải cái gì phổ thông pháp thuật mà chỉ nói môn bác đại thần chú một trong có thể hái thiên địa chi chính khí luyện nhật nguyệt chi tinh hoa tăng cường bản thân bồi dưỡng tinh khí thần đồng thời còn có thể kéo dài bản thân tuổi thọ càng hiếm có biến là kim quan nguyền rũ còn có thể cả công lẫn thủ phóng ra ngoài có thể gột rửa quỷ thần yêu tinh bao phủ bản thân tắc có thể vạn pháp bất xâm tu luyện đến tầng trên nhất sau đó thậm chí còn có thể sai khiến lôi đình, là đường hoàng ra gián đạo môn đỉnh cấp thuật pháp. Kích động một hồi lâu, Dương Lâm mới rốt cục phải tỉnh táo xuống. Mà hắn tỉnh táo lại sau đó chuyện làm thứ nhất liền là dựa theo kim quan nguyền rũa phát động phương thức thí nghiệm lên. Chỉ thấy hắn đầu tiên là khuôn mặt nghiêm nghị, mà hậu chiêu bóp kim quan giấu tay, nội tâm quán tưởng kim quan phù, đồng thời trong miệng mặt niệm nói. Thiên địa huyền tông, vạn khí, kỳ, bản cái. quản tu ức kiếp, chúng ta thần thông. Tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn. Thể có kim quang, che ánh thân ta. Nhìn không thấy, nghe không được. Bao quát, dưỡng dục đám học sinh. Bị nắm giữ vạn lần, thân có quang minh. Chờ đợi chú văn tụng đọc xong tất sau đó, hắn bên ngoài thân bên trên liền bắt đầu có kim quan hiện ra. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn chỉ có ánh sáng đom đóm, mười phần yếu ớt nhưng mà hướng theo thời gian chuyển dời, kim quan càng ngày càng mạnh. Không lâu lắm Dương Lâm bên ngoài thân liền bị che phủ một tầng màu vàng quan diễm, không biết rõ còn tưởng rằng là siêu xây đa biến thân. Đợi đến kim quan cường thịnh đến mức tận cùng thời điểm, nguyên bản ngay cả một đèn đường đều không có, một mảnh đen nhánh trong công viên nhỏ trong nháy mắt liền sáng lên cùng ban ngày một dạng. Tất cả hết thảy đều bị chiếu rõ ràng. Ngay tại Dương Lâm cảm giác đến vô cùng thần kỳ thời điểm, Cách đó không xa một cái ngay trong bụi cỏ chính là một cặp nam nữ hùng hùng hổ hổ từ bên trong chui ra. Thấy một màn này, hắn ngay lập tức liền định chỉ thiên nguyền rủa Chật chật, đây hơn nửa đêm, không sợ con mũi sao. Mặt đầy vô ngôn lắc lắc đầu sau đó, dương lâm chợt lại lần nữa thuần thục khởi kim quan nguyền rủa đến. Trải qua hắn một phen thực hành, rất nhanh kim quan nguyền rủa pháp thuật này liền bị hắn hoàn toàn nắm giữ hơn nữa còn bị hắn khai phát ra cái khác cách dùng. Cũng tỉ như nói bảo thân thể một cái chỉ định vị trí phát quan, những địa phương khác không phát ánh sáng. Lại nói ví dụ như đem kim quan nguyền rũ huyển hóa thành đủ loại vũ khí hình dáng, hoặc là bao phủ tại kiếm gỗ đào phía trên. Và lại nói đem kim quan nguyền rũ năng lượng ở sau lưng huyển hóa ra một cái đại cánh đến. Chờ đợi hắn triệt để chơi sảng khoái sau đó, hắn mới rốt cục là chuyển thân trở về cục trị an bên trong túc xá tại đắc ý ăn 100 cân thịt sống sau đó, hắn liền ngủ thật say. Cùng lúc đó Lam Tinh các nơi nhưng khác trình độ bộc phát sự kiện quỷ dị, trong đó nghe Hồng Quốc một huyện càng là trong một đêm bị thần bí lực lượng lau sạch. Mao Tử Quốc cũng có hư hư thực thực lan nhân sinh vật tại các thành phố lớn tàn phá. Tất cả mọi người đều ý thức được, quỷ dị khôi phục tiến độ tự hộ đột nhiên bị gia tốc một dạng. Một loại tên là khủng hoảng tâm tình cũng bắt đầu ở Lam Tinh các nước lan ra khi Dương Lâm biết được đến một điểm này thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 48 Để ta đến xử lý, kỳ quái lão giả. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Cục trị an nhà ăn bên trong, sáng sớm lên Dương Lâm ngay lập tức liền đi đến tại đây. Tại tốn hơn 10 phút mua chưa xong hơn 10 loại thức ăn sau đó, hắn lúc này mới từng ngụm từng ngụm ăn mà đối với hắn lần hành động này cục trị an bên trong mọi người hiển nhiên đã là thấy có lạ hay không có nghe nói không tối ngày hôm qua bắc hoa khu có chúng ta đồng sự đánh chết một đầu ngưu yêu cái gì ngưu yêu không phải nói cũng chỉ là một đầu bị bệnh chó điên công ngưu sao tại sao có thể là công ngưu ngươi gặp qua đánh mấy chục súng đều đánh không chết công ngưu sao kia sau đó chết như thế nào nghe nói là đội đặc chiến người dùng phản dụng cụ súng bắn tỉ liên đã ba súng mới đánh chết chật chật hiện tại thật là chuyện gì cũng có thể phát sinh tiếp tục như vậy nữa cũng không biết về sau hiện đại vũ khí đối với những quỷ kia đồ vật có còn hay không dùng bất quá ta thật giống như nghe nói đội đặc chiến trương lực ngày hôm qua đã thương con trâu kia yêu dùng là cái gì nội kinh. nghe bên tai truyền đến bác quái dương lâm trong lúc vô tình để cho chậm ăn uống tốc độ hiện tại quỷ dị xuất hiện tần số đều đã cao như vậy sao ngưu yêu a à, hẳn rất mỹ vị đi Đáng tiếc ngày hôm qua ta không có mặt. Ngay tại Dương Lâm những lời này vừa mới nói xong, một đạo quen thuộc cường tráng thân ảnh liền mặt đầy hưng phấn hướng phía hắn đi tới. "Huấn luyện viên, huấn luyện viên, ngươi cũng ở đây a." À? Nghe thấy âm thanh này, Dương Lâm lúc này liền đem mặt dơ lên, một giây kế tiếp hắn liền thấy Trương Lực tấm kia quen thuộc mặt. Không đợi hắn kịp phản ứng, Trương Lực liền đặt mông ngồi ở trước mặt hắn trên ghế đẩu. "Hắc hắc." huấn luyện viên thật là làm phiền ngươi a à, nếu không phải ngươi viên đang dược kia ta tối ngày hôm qua có thể là để cho con trâu kia đụng chết nhìn vẻ mặt hưng phấn trương lực dương lâm vốn là không định cùng hắn nói nhiều dù sao cơm khô mới là quan trọng nhất nhưng hắn tự hồ đột nhiên lại nghĩ tới điều gì liền vội vàng hỏi một câu tối ngày hôm qua các ngươi đánh chết con trâu kia yêu thi thể hiện tại ở chỗ nào nghe thấy dương lâm cái vấn đề này trương lực đầu tiên là sửng sốt một chút rồi sau đó có một ít không xác định nói. Thật giống như bị nhất trở về chúng ta đội đặc chiến, sau đó phải xử lý như thế nào chúng ta cũng không biết. Hắn vừa mới dứt lời, Dương Lâm sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Các ngươi lá gan quá lớn, nó chính là quỷ dị, khó mà nói nó trong thi thể liền hàm chứa cái gì kỳ quái năng lượng. Tranh thủ thời gian để cho các ngươi người đem nó đưa đến ta pháp y trong phòng làm việc, ta muốn đích thân kiểm tra, sau đó vô hại xử lý bị dương lâm hù dọa một cái như vậy hù dọa trương lực thần sắc cũng lập tức trở nên khẩn trương lên hiện nay hắn đối với dương lâm lý giải không thể so với trước đối với dương lâm một ít sự tích hắn cũng biết không ít a à, huấn luyện viên ngài ý là chúng ta có thể sẽ bị năng lượng quỷ dị ảnh hưởng đến rồi khó mà nói nhưng không thể loại trừ khả năng này cho nên ta mới để cho các ngươi mau sớm đem nó thi thể đưa đến ta tới nơi này để ta đến xử lý nói tới chỗ này dương lâm sắc mặt không khỏi lại nghiêm túc mấy phần các ngươi về sau nếu như gặp phải tương đồng tình huống cũng nhất định phải ngay lập tức đem quỷ dị thi thể đưa đến pháp y phòng làm việc tránh cho năng lượng quỷ dị khuếch tán tạo thành trọng đại ảnh hưởng hảo hảo ta hiện tại lập tức báo cáo để bọn hắn nhanh chóng đưa qua đây nói trương lực liền cơm đều không ăn liền chạy ra ngoài cũng không lâu lắm tin tức này liền truyền đến cục trị an một đám lãnh đạo chỗ đó đối với lần này những người lãnh đạo cũng là cao độ coi trọng thậm chí chuyên môn tổ chức hội nghị hội nghị cuối cùng kết quả chính là sau này tất cả quỷ dị thi thể cũng tốt để lại vật cũng tốt tất cả đều đưa đến dương lâm pháp y phòng làm việc thậm chí cục trưởng mạnh đức hải còn chuyên môn đưa ra một hạng đề nghị nếu không trong cục chúng ta thành lập một cái sự kiện quỷ dị xử lý bộ đi thấy rằng dương lâm đối với phương diện này sự tình biết rõ tương đối nhiều ta đề nghị để cho hắn đến phụ trách cái ngành này hắn đề nghị này vừa ra cái khác lãnh đạo liền nhộn nhịp gật đầu tại dương lâm còn chưa biết dưới tình huống hắn trên thân liền lại thêm một bộ gánh nặng cùng lúc đó một cái khác vừa ăn một cái sáu phần no dương lâm cũng từ từ ung dung hướng phía giáo trường đi tới kỳ thực trải qua ngày thứ hai sau đó đội đặc chiến huấn luyện đã không cần hắn quan tâm các đội viên đã thành thói quen buổi sáng mặc niệm khẩu quyết buổi chiều luyện tập cọc công tiết tấu. Thậm chí không cần Dương Lâm nói nhiều, bọn hắn đều biết chủ động luyện tập. Cho dù cho đến bây giờ bọn hắn đều không có nhìn ra bọn hắn luyện tập đồ vật đến cùng có ích lợi gì. Bất đồng duy nhất là, hắn vào hôm nay lại nhiều dạy đội đặc chiến mọi người mặc khác một câu không giống nhau khẩu quyết. Như thế như vậy, Dương Lâm thuận lợi lại sờ một ngày cá. Thật vất vả chịu đựng đến 5 giờ, hắn coi như tất cả mọi người mặt ngông nghênh hướng cục trị an đi ra bên ngoài. Mà hắn vừa mới hiện thân, tiết mục tổ phụ trách đến đón hắn xe vang liền chủ động nhích lại gần. Cùng trước khác nhau là, lần này tiết mục tổ mấy người thần sắc rõ ràng khẩn trương rất nhiều. Dương Pháp Y, hôm nay chúng ta có thể sớm kết thúc một chút sao? Nghe nói gần đây buổi tối không quá thái bình. Người nam chủ trì dịp thành sắc mặt thấp thỏm nói. Đúng vậy a, à nghe nói gần đây Kinh Hải đã có nhiều cái ban đêm công tác người mất tích, đến bây giờ đều là sống không thấy người, chết không thấy xác. Một cái khác một bên chuyên viên quay phim cũng tại bên cạnh Phụ Họa nói. Ồ, còn có chuyện này. Vì sao ta không có nghe nói? Nghe thấy mấy người tiếng nói, Dương Lâm hơi nghi hoặc một chút hỏi. Thật giống như nói đã có người báo án, nhưng mà cục trị an trước mắt vẫn không có tìm đến bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Đúng đúng đúng, rất quỷ dị, mấy người kia giống như là bốc hơi khỏi thế gian một dạng, ngay cả một hình ảnh theo dõi cũng không tìm thấy. Cho nên ta cảm thấy chúng ta vẫn phải là về sớm một chút. Tại mấy người một phen sau khi giải thích, Dương Lâm thấp thoáng liền ý thức được đây đại khái dẫn lại là cùng nhau cùng quỷ dị liên quan vụ án. Được rồi, hôm nay cũng chỉ phải đi nhìn cái phòng, sau đó tiếp nhận một hồi ủy thác, rất nhanh sẽ có thể làm được. Nói Dương Lâm liền chủ động lên xe, tại nói lên địa chỉ sau đó, xe vang liền chậm rãi hướng phía Dương Lâm chỉ định tiểu khu đi tới. Hơn 10 phút sau đó, xe vang liền dừng ở một nơi thoạt nhìn nhiều năm rồi cửa tiểu khu. Tại xác nhận không có lầm sau đó, Dương Lâm liền dẫn mọi người vào tiểu khu. Mới vừa tiến vào đến bên trong tiểu khu, bọn hắn liền cảm giác đỉnh đầu tia sáng thật giống như yếu đi không ít, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện cư nhiên là một ít phơi nắng ở bên ngoài cái mền. Trong lúc nhất thời, trong phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả cũng không khỏi nghị luận già trẻ khu chính là già trẻ khu cái mền đều có thể phơi nắng ở bên ngoài đúng vậy a à, vừa nhìn liền biết bên trong ở không ít lão nhân đoán tại đây giá phòng cũng không làm sao cao bất quá thoạt nhìn ngược lại thật bình thường hôm nay hẳn không có những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật đi căn cứ vào ta xem mấy đợt kinh nghiệm đến nhìn hôm nay hẳn không có quỷ không thể nói như thế luôn cảm giác chỗ nào vẫn có chút không đúng lắm. Ngay tại đám khán giả nghị luận đồng thời, Dương Lâm cũng là trước tiên đi vào một tòa cư dân trong lầu. Mới vừa tiến vào đến trong đó, một tên thiếu sót cánh tay cùng hai chân lão nhân liền đẩy xe lăn điện xuất hiện ở Dương Lâm trước mặt. Chợt nhìn đến lão nhân bộ dáng, tất cả mọi người đều bị giật mình. Cho đến lão người mở miệng. Ngươi chính là Dương quản lý đi, ta chính là cái kia muốn tìm ngươi bán nhà cửa, ta họ đinh ngươi có thể gọi ta lão đinh đầu nếu ngươi đã tới vậy ta liền dẫn ngươi đi nhìn một cái đi cũng hảo giúp lão già ta ra một cái giá nói xong lão giả ngồi xe lăn điện liền chuyển một cái phương hướng hướng phía bên cạnh thang máy đi tới tại hắn chuyển thân một sát na kia hắn trên mặt lộ ra một tia thâm trầm nụ cười chỉ là hắn không có nhìn thấy là dương lâm cũng lộ ra cùng khoảng nụ cười Tại áp nghe trọn bộ ở phần mô tả Chương 49, Quái vật kinh khủng, liền đây. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện. Chấm audio. Đinh Đại Gia, ngươi phòng này ở cẩn thận mà, vì sao muốn bán a? À? Bên trong thang máy, Dương Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Nghe thấy hắn cái vấn đề này, tên kia ngồi lên xe lăn lão giả lúc này liền cười trả lời. Là dạng này, phòng này là Nhi Tử ta mua cho ta ở, hiện tại ta lớn tuổi, muốn về nông thôn dưỡng lão dứt khoát liền đem phòng này bán đi. Nguyên lai like là dạng này à? Dương Lâm gật đầu một cái, rồi sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía lão giả trên thân. Đinh Đại gia, người tay chân đây là? Trẻ tuổi thời điểm ra một chút ngoài ý muốn, không quan hệ, đã thành thói quen. Lão giả vẫn như cũ trước sau như một bình tĩnh, mà trong phòng phát sóng trực tiếp mọi người thấy hắn bình tĩnh như vậy, cũng không khỏi cảm khái nhộn nhịp. Lão gia tử này cũng thật là đáng thương khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn lại một cái tay đúng vậy a à, đoán nhi nữ còn không ở bên người thật là quá thảm hy vọng dương pháp y có thể giúp hắn nhanh lên một chút đem phòng ở bán đi ta về sau già rồi nếu mà dạng này ta liền dứt khoát tiến vào viện dưỡng lão liền như vậy sống sót cũng là chịu tội xem ra hôm nay lại là bình an vô sự một ngày a à. ngay tại mọi người nghị luận thời điểm thang máy cũng chậm rãi đầu sát ở lầu bảy hướng theo cửa thang máy mở ra, một đầu thật dài đường đi trước tiên rọi vào đến trước mắt mọi người. Tất cả thoạt nhìn đều là như vậy bình thường, ngoại trừ có một ít quá mức an tĩnh bên ngoài, đinh lão gia tử. Tầng lầu này liền một mình ngại ở sao? Đi theo Dương Lâm cùng tiến lên đến tiết một tổ người chủ trì không nhìn được hỏi. Đúng vậy a, à, tại đây lúc trước ở đều là giống như ta lão nhân, nhưng phía sau hoặc là rời đi, hoặc là liền đã qua đời, cuối cùng cũng chỉ còn sóc lại ta một cái lão giả một bên điều khiển xe lăn ra thang máy một bên trả lời nhưng mà ngay tại hắn vừa mới dứt lời thời điểm đường đi bên cạnh căn phòng bên trong chính là truyền ra một đạo vật nặng rơi xuống đất âm thanh chỉ một thoáng bao gồm dương lâm tại bên trong mọi người liền toàn bộ dừng bước đồng thời còn đưa mắt nhìn về phía cái kia phát ra âm thanh căn phòng có lẽ là chú ý đến mọi người dị thường lão giả đột nhiên quay đầu nói ra đoán chừng là trần nhà lại nước ra đi. Tại đây gần đây luôn là thấm nước, phòng ở không người ở, trần nhà liền bị ấu tồi tệ. Vừa vặn ngay tại hắn vừa mới dứt lời thời điểm, vừa mới cái kia phát ra âm thanh căn phòng bên trong liền truyền đến giọt nước rơi xuống đất âm thanh. Đến tận đây mọi người mới thật dài thở dài một hơi. Vậy xem ra phòng này không quá tốt bán a? À? Dương Lâm đột nhiên liền một bộ lời nói ý vị sâu xa nói ra. Nghe thấy hắn những lời này cái lão giả kia chính là cười nói không sao ta cũng không có muốn bán nhiều tiền như vậy đủ cái tiền dưỡng lão là được đi thôi nhà ta thì ở phía trước được chúng ta đây liền đến vừa dứt lời dương lâm liền đối với bên cạnh tiết mục tổ mấy người dùng một cái ánh mắt các ngươi chờ một hồi nhìn ta ánh mắt hành sự mặc dù có chút không quá rõ dương lâm vì sao đột nhiên nói cái này nhưng mấy người vẫn như cũ gật đầu một cái không lâu lắm Dương Lâm ngay tại lão giả dưới sự dẫn dắt đi đến ở tại đường đi phần cuối số 748 phòng. Màu đỏ thắm cửa chống trọng bên trên một cái to lớn chữ phúc cực kỳ làm người khác chú ý, chữ phúc hai bên còn trương thiếp đến mùa xuân thời điểm câu đối. Nghiễm nhiên chính là một cái người bình thường nhà. Đến lúc lão nhân đem chìa khóa cắm vào lỗ chìa khóa, cửa chính cũng theo tiếng mà ra, lộ ra bên trong nhà trang trí. Để cho mọi người cảm giác hơi kinh ngạc là, Bên trong nhà vậy mà không có bất kỳ đồ gia dụng trang trí, tất cả địa phương cũng đều quét dọn không nhiễm một hạt bụi. Ngay cả trên vách tường đều là tân thiếp giấy dán tường. Xem ra vị đại gia này là thật lòng muốn bán nhà cửa A. À? Đúng vậy A, à, nếu mà giá tiền hợp lý nói, ta cảm thấy bộ phòng này còn rất khá. Xác thực, ta liền thích loại này an tĩnh hoàn cảnh, xung quanh vừa không có những thứ ngổn ngang kia hàng xóm, nhất định chính là sợ xã hội tin mừng A. À chờ một hồi để cho tiết mục tổ hỏi một chút dương pháp y, bộ phòng này treo bao nhiêu tiền. Hơn nữa ta cảm giác lão gia tử người cũng thật ôn hòa, căn phòng còn quét dọn như vậy sạch sẽ. Nói đúng là, lão gia tử mặt mũi hiền hậu, vừa nhìn liền biết là người tốt. Bộ phòng này tổng cộng là 67 bằng, lượng phòng, một phòng khách một phòng vệ sinh, còn mang một phòng bếp. Căn phòng bên trong, lão giả tại đem Dương Lâm dẫn nhập đến phòng khách sau đó, lập tức liền bắt đầu giới thiệu chỉ nói là nói đến hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa tiết một tổ mấy người nếu không các ngươi cũng tiến vào đi đứng ở bên ngoài nhiều mệt mỏi a à. đột nhiên nhận được lão giả mời nguyên bản chỉ tính toán ở bên ngoài quay phim mấy người nhất thời liền nhìn nhau một dạng một giây kế tiếp mấy người liền đồng loạt đi vào phòng hồn nhiên không có chú ý tới trong phòng dương lâm điên cùng hướng hắn nhóm nháy mắt mà cũng ngay tại bọn hắn mới vừa tiến vào đến phòng bên trong thời điểm, căn phòng vào nhà cửa chính đột nhiên liền mình đóng lại. Tại cửa chính đóng lại trong nháy mắt, ngoài cửa tấm kia màu đỏ thẩm chữ phúc liền bắt đầu điên cuồng phai màu. Chớp mắt công phu, màu đỏ thẩm chữ phúc biến thành một cái dụng giấy trắng viết ký hiệu thần bí. Đến lúc tiếc một tổ mấy người kịp phản ứng muốn đem môn mở ra thời điểm lại phát hiện vô luận bọn hắn làm sao vắt chốt cửa, chính là không mở ra để các ngươi không nên tiến đến không nên tiến đến không phải muốn đi vào hiện tại hảo bị lão già này nhốt ở bên trong đi ngay tại mấy người tưởng rằng khóa cửa xảy ra vấn đề thời điểm dương lâm âm thanh chính là đúng lúc truyền đến nghe thấy dương lâm những lời này mọi người hiển nhiên vẫn là không có hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra chỉ là một dây kế tiếp dương lâm cử động chính là để bọn hắn trợn to hai mắt chỉ thấy dương lâm đột nhiên một cái níu lấy xe lăn lão giả cổ áo sau đó trực tiếp đem sách lên không riêng gì mấy người bọn họ bối rối ngay cả trong phòng phát sóng trực tiếp đám bạn trên mạng thấy một màn này cũng là nhộn nhịp cảm thấy không thể tưởng tượng được tình huống gì dương pháp y đây cũng quá không tuân theo lão yêu ấu đi hắn là điên rồi sao người ta chỉ là một cái lão nhân gia cương nhiên bóp người ta cổ người ta lòng tốt tìm hắn bán nhà cửa hắn làm sao dạng này hắn đây là muốn làm gì a à? Ngay tại mọi người tưởng rằng Dương Lâm là điên thời điểm, tên kia được Dương Lâm sốc lên đến lão giả chính là đột nhiên điên cuồng cười lên. Không nghĩ đến vậy mà còn là bị ngươi đã nhìn ra, ngươi ngược lại thật có chút bản lĩnh, khó trách có thể phá ta bày xuống cục. Bất quá ngươi hiện tại mới phát hiện, tự hồ đã muộn. Mọi người vốn là đã đủ mộng bức, lão giả lời nói này liền càng thêm để bọn hắn không nghĩ ra được. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, Bên trong phòng khách cửa sổ đột nhiên giống như bị là thứ gì khống chế một dạng, trong nháy mắt đóng kín. Căn phòng bên trong tia sáng cũng theo đó ám đến cực hạn. Một giây kế tiếp, bên cạnh một cánh tiểu môn liền ầm ầm mở ra, từng luồng ánh nến kiểu tiết tấu tia sáng từ cửa nhỏ phía sau phát ra. Dựa vào ánh nến yếu ớt tia sáng nhìn đến, một đạo mơ hồ hắc ảnh đột nhiên liền từ trên bàn rớt xuống. Vừa mới bắt đầu thời điểm mọi người còn tưởng rằng là vật kiện gì, thẳng đến đây đạo hắc ảnh chậm rãi phát động thân hình trong phút chốc tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra vô cùng vẻ hoảng sợ đó là thế nào tồn tại a à? dạ xoa kiểu khuôn mặt thủy hầu tử một dạng thân thể mặt xanh nanh vàng rất khiến người sợ hãi vẫn là nó ngực tấm kia mọc đầy răng nhọn miệng rộng ở đó không ngừng nhai nuốt miệng rộng bên trong từng khối hư hư thực thực nhân thể tổ chức huyết nhục có thể thấy rõ ràng Mọi người vô luận như thế nào cũng hiểu không trên thế giới thế nào sẽ có xấu như vậy lậu mà lại khủng bố tồn tại. Nhưng mà ngay tại khủng bố bầu không khí đạt đến điểm cao nhất thời điểm, Dương Lâm kia mang theo khinh thường âm thanh liền từ trong phòng truyền đến. Liền đây a, à, cái gì rác rưởi? Nhà nào vườn bách thú cửa không khóa được không? Thiệt thòi ta còn mong đợi một hồi lâu. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 50 nam dương tà thần nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio một giây trước bầu không khí cũng bởi vì đầu kia quái vật xuất hiện mà khủng bố đến cực hạn nhưng mà hướng theo dương lâm như vậy mở miệng vô luận là tiết mục tổ mấy người vẫn là trong phòng phát sóng trực tiếp đang xem trực tiếp người trong nháy mắt liền cảm giác thật giống như không có kinh khủng như vậy chỉ là bọn hắn đưa mắt nhìn về phía dương lâm trên thân thì lúc này liền lộ ra một bộ trận tròn mắt bộ dáng bởi vì giờ khắc này Dương Lâm hiển nhiên đang sáng lên, không sai, giống như một số lớn đom đóm một dạng, từ trong ra ngoài tản mát ra từng trận kim quang. Tạ kháo, đây là tình huống gì, Dương Pháp y trước khi ra cửa ăn bóng đèn sao? Đúng vậy, hắn vì sao lại như vậy sáng lên? Bôi huỳnh quang dược tề đi. Hắn đúng là pháp thuật đi, là đạo gia có pháp thuật chính gì sẽ để cho mình từ trên xuống dưới đều phát quang. Cũng chỉ có ta một người quan tâm điểm là tại vừa mới quái vật kia phía trên sao, xin nhờ, bên cạnh còn có một cái cực kỳ khủng bố quái vật có được hay không? Không có mất A, à, dù sao cách màn ảnh, chúng ta sợ cái gì? Ngạch. Thật giống như cũng có đạo lý. Vậy chúng ta vẫn là tiếp tục nghiên cứu dương pháp y vì sao lại phát quan đi, rốt cuộc là chất liệu gì đang ủng hộ hắn phát quan đâu? Không đơn thuần là trong phòng phát sóng trực tiếp khán giả có dạng này ý nghĩ tiết mục tổ mấy người cũng đều là mặt đầy hiếu kỳ nhìn đến bên cạnh phát ra kim quan dương lâm dương pháp y ngươi đây là cái thủ đoạn gì a à? hình người bù ánh sáng đèn sao cái này tốt cái này tốt về sau buổi tối thu âm tiết mục thời điểm chúng ta liền không cần thêm vào bán sạch có thể dạy dỗ chúng ta sao đúng 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 thân thể sẽ phát quan siêu khóc được rồi nghe mọi người âm thanh nguyên bản còn mặc lộ vẻ vẻ đắc ý lão giả nhất thời liền mộng bức một giây kế tiếp hắn càng là hết sức quát ầm lên. Các ngươi vì sao không sợ? Ân. Ừ. Đúng nha, món đồ kia thật giống như lớn lên rất đáng sợ. Nhưng chúng ta không nhận ra nó a? À? Đúng vậy, không nhận ra nó vì sao phải sợ? Ống kính đối quá khứ, để cho khán giả các lão gia nhìn rõ ràng hơn một ít. Đang khi nói chuyện, Tiết Mục Tổ mọi người ngay tại bên cạnh tìm một cái thích hợp vị trí. Hơn nữa đem ống kính nhắm ngay trong gian phòng quái vật kia. Có Dương Lâm bắn sạch, lần tất này mọi người thấy cũng càng thêm rõ ràng. Nhìn đến bên trong giống người mà không phải người, giống như quỷ không phải quỷ quái vật, mọi người trong lòng một nửa là tìm kiếm cái lạ, một nửa là nghi hoặc. Cũng ngay tại mọi người và bên trong đầu kia quái vật dặn có thời điểm, một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở chính là đột nhiên tại Dương Lâm bộ não bên trong vang dội. Đinh túc chủ gặp phải nam dương tà thần, ngươi mong cống, mời túc chủ làm ra lựa chọn. Lựa chọn một Lấy vật lý thủ đoạn trấn áp nên tà thần, tưởng thưởng hình xăm, cung kỳ. Lựa chọn 2 Lấy pháp thuật thủ đoạn trấn áp nên tà thần, tưởng thưởng pháp thuật, thuật ghim giấy. Nghe thấy đây đạo thanh âm nhắc nhở, dương lâm sắc mặt trong nháy mắt liền hơi đổi. Hắn vốn tưởng rằng bên trong quái vật kia chỉ là trong tay hắn lão đầu kia nuôi dưỡng tiểu quỷ, tuyệt đối không nghĩ đến nó vậy mà không phải quỷ, mà là một vị tà thần. Cái gọi là tà thần cũng không phải là Long quốc địa phương thịnh hành đồ vật, mà là Nam Dương những cái kia tiểu quốc tín ngưỡng một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, lại gọi là âm thần. Bình thường đều là quỷ vật yêu tinh đắc đạo, nhưng lại so phổ thông quỷ vật yêu tinh muốn mạnh. Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong tay lão giả. Xin chào đại lá gan, đấu pháp thất bại vậy mà mời tới ngoại ban tà thần. Nếu như nó từ nơi này căng trong phòng chạy ra ngoài, toàn bộ kinh hải đều muốn gặp nạn. Đối mặt Dương Lâm chất vấn, lão giả chẳng những không có một chút hối hận, ngược lại còn cười ha ha lên. Vậy thì thế nào, dù sao ta cũng không có mấy ngày sống khỏe. Ta không sống, các ngươi đều cho ta chôn cùng. Nói xong lão giả liền đột nhiên tránh thoát Dương Lâm trói buộc, tiếp theo dùng mình một tay bò hướng này vì tên là ngươi mong cống tà thần tà thần đại nhân sẽ để cho ta trở thành ngươi cuối cùng chất dinh dưỡng đi tại lão giả điên cuồng trong lúc cười to tên kia tà thần một cái liền đem nó bắt hướng theo răng rắc một tiếng lão giả thân thể liền bị xé thành mấy khối rồi sau đó càng bị vị kia tà thần nhét vào trước ngực miệng lớn dính máu bên trong khi lão giả thi thể bị nó hoàn toàn sau khi cắn nuốt Tên kia tà thần tự như cùng bị nhấn khởi động công tắc một dạng, trong nháy mắt tà khí tăng mạnh. Tại chỗ có người hoảng sợ trong con mắt, căn phòng bên trong giấy dán tường trong nháy mắt tự như cùng kem một dạng hòa tan đi rơi xuống, tiếp theo lộ ra phía dưới tàn khốc đẫm máu tà dị chú văn. Hướng theo những này tà dị chú văn không ngừng tỏa ra huyết quang, mọi người một chút xíu nhìn đến bọn hắn vị trí căn phòng bị kéo vào một cái quỷ vực bên trong. Lại sau đó liền bọn hắn nơi ở cư dân lâu thẳng đến toàn bộ tiểu khu đều bị kéo vào quỷ vực huyết quang mới dừng lại khuếch tán từ tiểu khu phía trên nhìn đến tiểu khu giống như bị một cái màu máu vỏ trứng gà bao phủ một dạng khổng lồ như thế gì tượng lập tức liền đưa tới xung quanh nhà ở chú ý mà bọn hắn cũng là ngay đầu tiên liền đem tình huống này hướng về cục trị an tiến hành báo cáo Đương nhiên trong đó còn có một nhóm người chính là lựa chọn lấy điện thoại di động ra sắp hiện ra trận tình huống quay thành trong video truyền đến trên Internet. Chỉ một thoáng, toàn bộ Internet chấn kinh. Lúc trước Long Quốc các nơi tuy rằng cũng không thiếu sự kiện quỷ dị phát sinh, nhưng giống như lần này một dạng quy mô, vẫn là lần đầu. Tại trải qua một hồi khủng hoảng cùng mê mang sau đó, rất nhanh sẽ có người phát hiện đây khởi sự kiện sau lưng chân tướng khi bọn hắn biết được cái tiểu khu này sở dĩ sẽ biến thành cái bộ dáng này nguyên nhân là cùng Dương Lâm có liên quan thời điểm, lập tức liền có lượng lớn khán giả hướng tiết mục tổ trong phòng phát sóng trực tiếp vọt tới. Mà tại dạng này một cái dưới tình huống, nguyên bản trong phòng phát sóng trực tiếp mấy chục vạn đang online quan sát số người trong nháy mắt liền tăng vọt đến 100 vạn. Khi những này tân khán giả tràn vào đến phòng phát sóng trực tiếp thì đầu tiên nhìn, bọn hắn liền thấy để bọn hắn vô cùng khiếp sợ một mạng. Lúc này hình ảnh phát sóng trực tiếp, tên kia Nam Dương tà thần đã là bộc lộ ra mình bản thể. Một người cao mười trượng, khắp người bọc mũ khủng bố cự nhân. Mà nguyên bản tiểu khu cũng biến thành một nơi âm phong từng trận, khắp đất hài cốt tàn thi âm thần lĩnh vực. Ngoại trừ Dương Lâm bản nhân cùng tiết một tổ mấy người ra, toàn bộ lĩnh vực bên trong lại không có một cái người sống. Cái này so với phim kinh dị còn khủng bố hình ảnh trực tiếp liền đem mọi người cho nhìn choáng nhưng cũng ngay tại mọi người tưởng rằng Dương Lâm và người khác chết chắc rồi thời điểm, khuôn mặt nghiêm túc Dương Lâm chính là đột nhiên niệm lên nguyền rủa đến. Động tuệ giao triệt, nằm khí hừng hực. Kim Quang nhanh hiện, che bảo vệ chân nhân đợi đến cuối cùng một cái âm tiết rơi xuống, Dương Lâm toàn thân Kim Quang trong nháy mắt trở nên giống như Thái Dương một dạng, sáng lên mọi người gần như sắp không mở mắt nổi. Bất quá rất nhanh mãnh liệt này Kim Quang trở nên ngưng thật lên. Mọi người nhìn lại thời điểm, Dương Lâm bên ngoài thân là thêm một vị đồng dạng cao hơn 10 trượng kim quan nhân ảnh. Bất quá mọi người thấy thế nào đều cảm giác cái này kim quan nhân ảnh thật giống như có một chút như vậy quen thuộc. Không chờ mọi người biết rõ kim quan này nhân ảnh rốt cuộc là đã gặp qua ở nơi nào thời điểm, Dương Lâm chính là một tiếng quát to. Chỉ là tiểu bang tà thần, cũng dám ở ta rộng lớn hoa hạ xính uy. Nhìn ta không đánh làm thịt ngươi. Vừa dứt lời, hắn liền thẳng tắp hướng phía tà thần vọt tới. Song phương cũng là rất nhanh sẽ đánh thành một đoàn. Tận đến giờ phút này, trong phòng phát sóng trực tiếp mọi người mới rốt cuộc thấy rõ Dương Lâm ngưng tụ ra đạo kim Quang kia nhân ảnh rốt cuộc là cái thứ gì. Ta đi, đây không phải là cơ giáp sao? Đạo gia cũng chơi cơ giáp. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.